Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 73. Nhưng nếu đã lựa chọn con đường này, Lâm Nhất chỉ có thể tiến lên phía trước, tuyệt đối không cam tâm làm kẻ bình phàm. Sống trên đời, có ân báo ân, có thù báo thù, dù không có đường để đi cũng phải dùng kiếm trong tay thắp lên ánh sáng thuộc về mình. Chỉ mong không để lại điều gì tiếc nuối. Cửa. Bất chi bất giác, Lâm Nhất đã đi đến cuối một con đường, một cánh cửa đồng đóng chặt chặn lối đi. Ngược lại có chút ngoài dự liệu của hắn, trên đường đi tuy có nhiều đường rẽ nhưng rất ít gặp được cửa đá hoàn chỉnh như vậy. Nghĩ đến trận chiến với Ma Cương lúc trước, Lâm Nhất không dám lơ là. Két! Trong lúc hắn đang do dự, cửa đồng phía trước đột nhiên mở ra, một bóng đen bổ nhào về phía hắn. Trong bóng tối không thể nhìn thấy rõ gương mặt của hung vật, chỉ có thể đại khái nhận ra đó là một hung thú hình người. Ví dụ như ma viên, hoặc là yêu hầu, hoặc là một ma cương bình thường. Lâm Nhất đã cảnh giác từ trước, không hề hoảng loạn, nhấc tay đánh ra một quyền. Tiếng động cực lớn vang lên, hung vật hình người dần dần lùi lại. Quyền mang của Lâm Nhất không dừng lại, liên tục tung ra thất sát quyền, trong phút chốc đã đánh hung vật ấy nát vụn. Đợi sau khi nó đã chết hoàn toàn, Lâm Nhất mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đi thẳng qua cửa đồng. Sau cánh cửa là một mật thất rộng rãi. Khoảnh khắc đặt chân lên mặt đất, Lâm Nhất lập tức cảm ứng được dao động linh lực yếu ớt. Hắn không kịp suy nghĩ gì. Trong thạch thất, những cỗ quan tài màu đen nứt ra, mười mấy ma cương toàn thân tỏa ra khói đen quỷ dị lập tức nhào tới chỗ hắn. Tuy số lượng nhiều nhưng đám ma cương này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với ma cương mắt xanh hắn đã đối phó lúc trước. Chúng sinh phẫn nộ, oán thiên bất nhân. Trong nháy mắt Lâm Nhất hợp năm ngón tay lại, hai sát chiêu của thất sát quyền đã điên cuồng phóng ra. Sát ý toàn thân dâng vọt, khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng của thiếu niên hoàn toàn thay đổi dưới sự diễn dịch của quyền pháp cấm kỵ. Dường như bước lên đỉnh cao, nhìn bao quát mọi núi nhỏ. Quyền của hắn lúc thì giống như có thiên quân vạn mã hùng dũng lao tới, lửa giận ngưng tụ thành tiếng hô giết, chấn động đất trời. Lúc thì giống như có nhiệt huyết và nỗi đau khổ vô tận khó mà tiêu tan, tựa như máu nhuộm tà dương, thê lương là vậy. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Nhất lóe sáng như điện, sát ý ngút trời hội tụ từ lòng hào hùng nhiệt huyết, khiến cơ thể hắn đầm đìa mồ hôi. Chén rượu khó cạn, ai cạnh bên ta? Lại một tiếng quát lớn vang lên. Quyền mang như mặt trời đánh ra, vài ma cương còn lại nổ tung, xương cốt không còn. Thạch thất mờ tối rung chuyển bởi quyền mang này, mặt đất nứt toác, lan ra như mạng nhện. Lâm Nhất thu quyền đứng đó, nhìn đống đổ nát trước mắt, hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, đánh đâu thắng đó. Nơi quỷ quái này đúng là nguy hiểm. Lâm Nhất thở dài, tìm kiếm trong thạch thất, tiếc là nơi này không có ngăn bí mật hay cấm chế nào, không có võ học thượng cổ. Cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao đám ma cương này cũng còn xa mới bị được sự đáng sợ của ma cương mắt xanh. Mau chóng rời đi thôi. Sau nửa ngày, Lâm Nhất đi đến cuối con đường, nhìn thấy ánh sáng, nương theo đó mà đi. Phù. Ra khỏi địa cung, Lâm Nhất di chuyển giữa không trung, cuối cùng đáp xuống một cồn cát. Quay đầu nhìn lại lối ra địa cung ẩn giấu giữa đám phế tích hoang tàn đang bị gió cát phủ lấp từng chút một. Cũng không biết địa cung này còn có lối ra khác hay không, nếu không thì chắc là Dương Phàm và Quách Húc sẽ bị nhốt trong đó một thời gian. Cồn cát dưới chân cũng không an toàn. Lâm Nhất giang hai tay ra, thi triển thất huyền bộ, giống như ánh sáng vàng vụt lóe về phía xa. Nửa khắc sau, Lâm Nhất tìm được vài tảng đá lớn ở một vùng hẻo lánh mà dừng chân. Hắn thận trọng nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận không có người thì khẽ vỗ vào túi trữ vật. Bình ngọc đựng nước huyền âm trong túi lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Đến lúc thăng cấp lên cảnh giới dương huyền rồi. Tu vi của Lâm Nhất đã đủ thăng cấp lên cảnh giới dương huyền từ lâu, chỉ là nghe nói có nước huyền âm nên mới không vội vàng đột phá. Bây giờ, nước huyền âm đã đến tay, đương nhiên luyện hóa nó càng sớm càng tốt. Đợi đến cổ mộ tinh quân, với tu vi cảnh giới dương huyền cũng đủ để thật sự tranh đấu với những nhân tài trên bảng Long Vân kia. Trước kia, trong địa cung, Dương Phàm và Quách Húc rõ ràng đã thể hiện sát ý với hắn.
Nếu không phải vào lúc mấu chốt kiếm táng hoa đang thăng cấp, không thể lấy nó ra, tu vi của mình lại chênh lệch với hai người đó quả thật quá lớn, thì với tính cách của Lâm Nhất chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, mà sẽ dạy cho bọn họ bài học. Còn mảnh ngọc giản cũng không có gì phải vội. Thất huyền bộ đúng là không theo kịp cảnh giới của hắn, nhưng dù gì cũng đã tu luyện đến hóa cảnh, đủ để đối phó với cục diện trước mắt, đợi ra khỏi biển trăng khô sẽ chuyên tâm lĩnh hội. Thân pháp này đã là võ học thượng cổ thì chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Ánh mắt Lâm Nhất rơi lên bình ngọc, trong mắt lóe lên tia sáng, khẽ giọng lẩm bẩm, luyện hóa nước huyền âm trước, xem rốt cuộc nó có gì kỳ diệu mà lại quý giá như vậy. Kế hoạch trước đây của Lâm Nhất là như thế, chỉ cần tìm được nước huyền âm sẽ lập tức thăng lên cảnh giới dương huyền. Sau khi kiếm quyết thăng lên tầng 10 và luyện hóa một cánh hoa hỏa ngục, thực lực của hắn sớm đã có thể dễ dàng thăng cấp lên cảnh giới dương huyền. Lúc này đã có được nước huyền âm, không lý do gì lại không luyện hóa cả. Dù sao ở biển trăng khô này, mạnh thắng yếu thua, thực lực là quan trọng nhất. Bất kể là tự vệ hay tiếp tục sống sót, cuộc tranh đấu trong cổ mộ tinh quân cũng cần phải có thực lực. Trước đó trong địa cung, việc tiếp xúc với Dương Phàm và Quách Húc coi như đã giúp hắn hiểu được thực lực của nhân tài bảng Long Vân. Hai người này chỉ xếp hạng 6, 70 đã đáng sợ như thế, vậy còn 10 người đứng đầu bảng ngoài phải ứng phó bằng cách nào đây? Nếu tu vi chênh lệch quá lớn, trong tình huống không thi triển kiếm ý tiên thiên viên mãn, e là vừa đối mặt sẽ bị đối phương đánh bại ngay. Bất luận là Cơ Vô Dạ hay Diêm Không, có lẽ cả hai người đều có thực lực này. Dù thế nào cũng phải nhân cơ hội này dùng nước huyền âm thăng lên cảnh giới dương huyền. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, hai tay đặt trên đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại. Tử Diên kiếm quyết lặng lẽ vận chuyển, khi chân nguyên dao động, trên người hắn tỏa ánh sáng bạc nhàn nhạt, đồng thời có kiếm ý toát ra. Mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay trong gió, bình ngọc chứa nước huyền âm trước mặt bay lơ lửng nhờ kiếm thế. Răng rắc. Bình ngọc đột nhiên vỡ nát, nước huyền âm biến thành những giọt nhỏ, bắt đầu xoay tròn như hàng trăm viên ngọc trai. Hắn không vội vàng luyện hóa mà dùng kiếm ý của mình để thanh lọc tạp chất bên trong nước huyền âm. Địa cung âm u tĩnh mịch kia đã sớm bị ma khí xâm nhiễm, không thể bảo đảm nước huyền âm sạch sẽ 100%. Hắn luôn cẩn thận, đương nhiên sẽ không mắc sai lầm như thế. Chỉ một lát sau, nước huyền âm vốn hơi đục màu trở nên trong vắt, mỗi giọt nước đều tỏa linh quang xanh biếc, trông vô cùng thánh khiết. Sau khi loại bỏ hết ma khí, Lâm Nhất mở mắt ra, há miệng hút vào. Thu. Những giọt nước nối thành chuỗi, sau đó tạo thành một mũi tên nước bị Lâm Nhất nuốt vào. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, không ngừng mạnh lên. Trên người phát ra ánh sáng bạc chói lóa, bộ quần áo màu xanh phất phới, khí tức lập tức vọt thẳng lên đến cảnh giới dương huyền. Ngay sau đó. Những giọt nước huyền âm chui vào trong cơ thể Lâm Nhất thẩm thấu toàn thân, lục phủ ngũ tạng, đến cả xương lẫn máu. Mỗi tế bào ở khắp toàn thân như đang bành trướng, cơ thể Lâm Nhất không có nhiều thay đổi, nhưng hắn lại cảm giác như căng phồng lên. Thậm chí cơ thể mạnh mẽ cũng trở nên đau âm ỉ. Cùng lúc đó, chân nguyên mênh mông trong vùng tử phủ cũng bắt đầu sôi trào, liên tục bành trướng. Tách tách tách. Trong cơ thể vang lên âm thanh tựa như giang đậu, sau đó cơ thể có vẻ gầy yếu của Lâm Nhất trở nên cường tráng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bộ quần áo màu xanh trên người cũng bị sức giãn này làm rách ra thành từng mảnh nhỏ. Sự thay đổi này không thể tưởng tượng nổi, trước nay chưa từng có. Thảo nào nước huyền âm lại quý hiếm như thế, chỉ các thế lực cấp bậc bá chủ mới có được một ít. Soạt. Sau khi cơ thể bành trướng đến cực hạn, những giọt nước huyền âm đã biến thành giọt nhỏ kia lại ngưng tụ, trong nháy mắt cô đọng thành một dòng nước chảy đi khắp cơ thể. Nước huyền âm sau cô đọng này giống như một miếng bọt biển, nó đi đến đâu đều thấm hút hết chân nguyên màu bạc do Tử Diên kiếm quyết diễn hóa. Một lát sau, chân nguyên tăng lên đến mức sắp bùng nổ lại được thanh lọc, tỏa sáng rực rỡ, cô đọng tinh khiết. Khi Tử Diên kiếm quyết vận chuyển, cuối cùng cảm giác cơ thể sắp nổ tung vì bành trướng này cũng dần dần ổn định lại. Sau khi vận chuyển kiếm quyết một đại chu thiên, ánh sáng bạc trên người Lâm Nhất trở nên đục, trước đó là núi lửa sắp phun trào,
bây giờ lại là đầm sâu trong veo tĩnh mịch. Cái trước táo bạo phóng túng, cái sau có vẻ trầm tĩnh và mạnh mẽ hơn. Lúc này Lâm Nhất tựa như một cây sen xanh đâm chồi nảy lộc một cách suôn sẻ như nước chảy thành sông. Sau khi trải qua cơn điên cuồng vừa rồi, quá trình đột phá cảnh giới âm huyền viên mãn yên bình hơn trong dự đoán rất nhiều. Chỉ nhẹ nhàng như thế, suôn sẻ, tĩnh lặng như một cây cỏ non mọc trên mặt đất. Cảm giác này rất huyền diệu, trước đây mỗi lần Lâm Nhất đột phá, không đến nỗi kinh thiên động địa thì cũng xảy ra dị tượng, ít nhất thì động tĩnh sẽ khá lớn, khí thế phóng ra sẽ khiến khu vực xung quanh chấn động. Chưa bao giờ giống như lần này. Yên tĩnh đến mức khiến Lâm Nhất cảm thấy đột phá cảnh giới dương huyền chỉ là một chuyện nhỏ. Hai canh giờ sau, Lâm Nhất mở mắt ra, thở một hơi thật dài, khí chất toàn thân đang lặng lẽ biến đổi về chất. Hắn từ từ đứng lên, thoạt nhìn không có thay đổi gì quá lớn ngoại trừ quần áo bị rách. Nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện Lâm Nhất cao hơn một chút, đường cong cơ bắp ẩn chứa sức mạnh bùng nổ có vẻ nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng nhìn rất cường tráng, nhưng tổng thể lại như một viên ngọc đẹp tuyệt thế, dịu dàng động lòng người. Thú vị, không ngờ nước huyền âm này lại có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của võ giả. Tay phải Lâm Nhất như ngọc. Trong mắt có vẻ kinh ngạc thoáng qua. Hắn đã luyện hóa không ít đan dược và kỳ hoa dị thảo có tác dụng tăng về thực lực, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ quái như vậy. Cứ thế đột phá không chút động tĩnh, sâu trong lòng không có chút phấn khích nào. Nhưng sự thay đổi mà nước huyền âm mang lại là thật, không phải giả. Hắn vừa nhẩm niệm, khí tức thuộc về cảnh giới dương huyền tiểu thành chậm rãi phóng ra. Chân nguyên màu bạc ở vùng tử phủ nóng hơn rất nhiều so với khi còn cảnh giới âm huyền. Sức mạnh ẩn chứa trong nhiệt độ này đã thay đổi khác biệt như ngày và đêm. Hắn có thể cảm nhận được rõ nhờ đột phá kiểu này mà thực lực bản thân đã tăng lên ít nhất 50%. Tiến bộ như vậy khá là đáng sợ. Bùm! Lâm Nhất đột nhiên ra tay, năm ngón tay siết chặt lại rồi đấm một quyền xuống đất. Gần như ngay khi quyền mang đánh xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố hình xoắn ốc thật to sâu gần 100 mét, đường kính 1.000 mét. Đáy hố sâu đến mức mà Lâm Nhất nhìn phải tặc lưỡi hít hà. Cho đến lúc này, sâu trong mắt hắn mới lộ ra vẻ phấn khích, đôi mắt sáng rực lên. Mình đã đánh giá thấp tác dụng kỳ diệu của nước huyền âm này rồi, thực lực của mình phải tăng lên ít nhất 70-80%, thậm chí là gần gấp đôi. Bây giờ dù không có kiếm ý tiên thiên hỗ trợ, dựa vào chân nguyên của Tử Diên kiếm quyết thôi cũng chưa chắc yếu hơn Quách Húc là bao. Ánh sáng trong mắt tan biến, vẻ hài lòng hiện lên trên mặt Lâm Nhất. Sau khi thay bộ đề xanh sạch sẽ khác, hắn bay lên không trung, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vù vù vù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng gió vang lên bên tai, hắn lại gặp phải khu vực xấu trong biển cát này. Trước mắt là cát vàng bay tứ tung. Xung quanh mù mịt, tầm mắt mơ hồ. Gặp bão cát là chuyện khá thường thấy trong biển trăng khô, Lâm Nhất đã quen với việc này. Trong bão cát, Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ, kim ô ấn nở rộ sau lưng, ánh sáng vàng lập tức bùng lên trên người hắn, hắn lao nhanh về trước như một tia chớp. Khi ra khỏi khu vực bão cát, Lâm Nhất giang hai tay ra, đáp xuống một cồn cát cao vút ở phía trước. Bên dưới cồn cát là một mảnh đất khá trống trải. Trên mặt đất đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, ba đệ tử tông môn Mạc Huyết Y đang bao vây tấn công một thiếu niên. Thiếu niên có đôi mắt như kiếm, hàng lông mày sắc sảo, tuổi còn trẻ nhưng thực lực khá cao, có thể lấy một địch ba, nhưng rõ ràng còn hơi non trẻ, trên người đã chồng chất vết thương. Ngược lại ba người vây công hắn ta có kinh nghiệm hơn, đặc biệt là thanh niên Huyết Y cầm đầu, trông hắn ta rất tàn nhẫn. Luôn đánh bất ngờ mỗi khi thiếu niên mệt mỏi ứng phó với hai người còn lại. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn sẽ để lại vết thương dữ tợn trên người thiếu niên. Trên thực tế, hầu hết những vết thương trên người thiếu niên đều xuất phát từ thanh niên Huyết Y này. Yêu nghiệt của Thiên Kiếm Tông, có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Thanh niên Huyết Y cầm đầu lại đánh trúng thiếu niên, hắn ta cười nham hiểm, vẻ đắc ý thoáng qua trong mắt. Đùa bỡn người được gọi là nhân tài nội môn của Thiên Kiếm Tông này quả là một chuyện thật sảng khoái. Thiếu niên kia chính là Mục Trần,
một trong ba người đứng đầu nội môn Thiên Kiếm Tông, yêu nghiệt mới 18 tuổi đã đạt cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Thế giới này nhỏ thật. Trên cồn cát cao ngất, Lâm Nhất nhìn cảnh này, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng cũng không tính là trùng hợp, tuy biển Trăng Khô rất rộng, nhưng tất cả mọi người đều đi sâu vào trung tâm. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau tại cổ mộ tinh quân. Chẳng qua. Mục Trần hăng hái đến trước, coi cổ mộ tinh quân lần này là cơ hội để tỏa sáng, giờ đây lại khá chật vật, dường như ngay cả tính mạng cũng khó giữ nổi. Tất nhiên việc này có liên quan đến đối thủ mà hắn ta gặp phải. Thanh niên huyết y kia hình như là đệ tử nòng cốt của huyết sát môn. Nếu Lâm Nhất nhớ không lầm, trong số những người đứng sau lưng Cơ Vô Dạ lúc trước cũng có người này. Vô sỉ, nếu không phải do Trần Hầu ngươi đánh lén, còn lấy nhiều đánh ít, chỉ dựa vào tên vô dụng nhà ngươi thì sao có thể là đối thủ của ta? Hôm nay dù ngươi có giết ta, sư huynh của ta cũng sẽ báo thù cho ta. Mục Trần nổi giận mắng với vẻ mặt tức tối. Hắn ta khó khăn lắm mới tìm được một quả dị quả trong biển Trăng Khô này, vừa hái xuống, chưa kịp nhìn kỹ đã trúng một chưởng của tên Trần Hầu này. Sau đó chưa kịp phản ứng đã bị bao vây tấn công. Hắn ta cứ tưởng đưa quả dị quả này cho đối phương thì sẽ giữ được một mạng, nhưng nào ngờ đối phương chỉ đang đùa bỡn hắn ta, hoàn toàn không có ý định cho hắn ta con đường sống. Nghe vậy, thanh niên huyết y Trần Hầu cười nhạo, ngay cả lấy nhiều đánh ít còn không làm được thì còn có mặt mũi tự xưng là yêu nghiệt à. Còn tên sư huynh vô dụng Trương Viễn của ngươi, chắc hắn ta còn không dám thả rắm khi đứng trước mặt đại sư huynh của ta đâu, ha ha ha. Trần Hầu cười như điên, sau đó ra tay tàn nhẫn hơn, lại tung một chưởng vào ngực Mục Trần. Răng rác. Tiếng xương sườn gãy vang lên, Mục Trần hộc ra một búng máu, văng ra xa, thanh kiếm trong tay cũng rơi khỏi tay. Đệ tử của thế lực cấp bậc bá chủ thì sao, gặp Trần Hầu ta cũng phải chết thôi. Vẻ hung ác lướt qua trong mắt Trần Hầu, tia sáng lạnh nổi lên, hắn ta lại chưởng về phía trán Mục Trần. Nếu như chúng một chưởng này, dù Mục Trần có 10 cái mạng thì e rằng cũng không sống nổi. Nhưng trong nháy mắt, ở phía xa có ánh sáng vàng lóe lên, một bóng dáng màu xanh bay nhanh tới như kiếm, tung một chưởng đỡ lấy. Phụt! Máu chảy ra từ khóe miệng Trần Hầu, hắn ta bị đánh văng ra vài bước, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức giật mình. Hai người còn lại của huyết sát môn cũng khẽ biến sắc, nhanh chóng tập hợp lại. Lâm Nhất! Mục Trần giãy giụa đứng lên, nhìn về phía người đến, hết sức kinh ngạc. Dù thế nào hắn ta cũng không ngờ người cứu mình vào thời khắc mấu chốt này sẽ là Lâm Nhất. Nhưng lúc này hắn ta không rảnh lo lắng nhiều như vậy. Mặc dù tiểu tử này rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng có chút thực lực, nếu hai người hợp sức thì sẽ không chết ở đây. Ít nhất cũng sẽ bảo vệ được mạng sống. Lại một tên tới để chịu chết à? Sau một lúc kinh ngạc, nhìn thấy Lâm Nhất chỉ có thực lực cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành, Trần Hầu lau máu trên khóe miệng, lập tức bình tĩnh lại. Sắp chết đến nơi mà còn không biết, thật ngu dốt. Lâm Nhất cười khẩy. Xòe tay ra cầm lấy thanh kiếm dưới đất của Mục Trần. Thanh kiếm này cũng không phải vật phàm. Nhưng có lẽ nó cũng không chịu được thể đoạn kiếm kỳ lạ của mình để chém nhát kiếm thứ hai. Có điều đám tôm tép này chỉ cần một nhát kiếm là đủ. Lâm Nhất, người đừng kích động, người này là sư đệ của Cơ Vô Dạ, chúng ta phải hợp sức mới bảo vệ được tính mạng. Thấy Lâm Nhất cầm kiếm của mình xông qua, Mục Trần lập tức hoảng sợ. Lòng chợt trùng xuống, xong rồi. Cả hai người đều sẽ chết ở đây. Ngông cuồng. Kha kha, người sau còn ngông cuồng hơn người trước. Ta cũng muốn xem tiểu tử nhà ngươi có thể làm gì được ta. Ba người nhóm Trần Hầu cười nhạo, ngay sau đó vận chuyển chân nguyên đến cực hạn, xông về phía Lâm Nhất với khí thế đáng sợ. Chết đi. Lâm Nhất chỉ bước lên một bước, đưa tay vung kiếm trở ngược lại. Vèo vèo. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý tiên thiên đại thành, ba luồng kiếm khí màu bạc chiếu sáng cả khu vực này thành một màu trắng bạc. Kiếm khí mạnh mẽ nghiền ép, khí thế của ba người như tờ giấy đồng bị chém vỡ một cách dễ dàng. Tia sáng bạc lóe lên rồi biến mất, vạch ra một đường dài đến 1000 mét sau lưng ba người nhóm Trần Hầu, cát vàng bay đầy trời.
Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay Lâm Nhất vỡ vụn, cơ thể ba người cũng đột nhiên nổ thành từng mảnh nhỏ như thanh kiếm này. Ngươi, ngươi! Mục Trần kinh ngạc không nói nên lời, hoàn toàn choáng váng, nhát kiếm vừa rồi đã nuốt chửng tâm trí hắn ta, chỉ một nhát kiếm đã giết chết ba người khiến hắn ta vô cùng đau đầu. Sự chấn động do bá khí và phong thái này mang lại cho hắn ta thực sự không thể diễn tả bằng lời. Điều chết người nhất chính là nhát kiếm này lại do Lâm Nhất thi triển. Do Lâm Nhất, người mà Mục Trần hắn ta cho rằng nhờ may mắn nên mới đánh bại Tào Trấn, có tiếng mà không có miếng, thi triển. Một cái bạt tai lặng lẽ tát vào mặt Mục Trần, nó còn đau hơn cả một trưởng Trần Hầu đánh vào ngực. Xin lỗi vì đã làm hỏng kiếm của ngươi. Lâm Nhất nhìn chuôi kiếm trụi lùi, hơi bất đắc dĩ, thể đoạn kiếm này thật kỳ lạ. Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể là gì, chắc là có liên quan rất lớn đến thanh kiếm bí ẩn chưa rút ra trong cơ thể hắn. Hả? Lúc này Mục Trần mới hoàn hồn lại, ngượng ngùng đáp chuyện nhỏ. Im lặng một lúc, Mục Trần mới khó khăn lên tiếng, vừa rồi cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ. Nếu là trước khi nói cảm ơn Lâm Nhất, người mà hắn ta luôn cười nhạo, hắn ta sẽ cảm thấy hơi khó xử, nhưng khi thấy Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, không hề có ý mỉa mai, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng vẫn hơi chua xót, hắn còn nghĩ rằng hợp sức với Lâm Nhất thì có thể sẽ có cơ hội giữ mạng. Nhưng người ta chỉ chém một nhát kiếm, chỉ một nhát kiếm đã giết ba người nhóm Trần Hầu không còn hài cốt. Bá khí vô song và cử động nhẹ nhàng kia khiến hắn ta không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ so sánh về thực lực, hắn ta còn không đỡ nổi một nhát kiếm của hắn ư? Trong lòng Mục Trần lập tức hổ thẹn, lúc trước hắn ta đã khiêu khích đối phương nhiều lần. Hóa ra đối phương vẫn luôn có khả năng dùng một chưởng đánh chết hắn ta, chỉ là hắn không thèm đếm xỉa tới hắn ta mà thôi. Lâm Nhất, trước khi gặp ta ngươi đã có thực lực đáng sợ vậy rồi hả? Cuối cùng Mục Trần không cam lòng, lấy hết can đảm lên tiếng hỏi. Nếu Lâm Nhất có được thực lực này sau khi gặp được kỳ ngộ ở biển Trăng Khô, hắn ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn Mục Trần, trả lời đúng sự thật, ta cũng đã gặp được kỳ ngộ trong biển Trăng Khô, nếu không thì không thể thăng cấp lên cảnh giới Dương Huyền. Có điều, kể cả lần đầu chúng ta gặp nhau, ta cũng chỉ cần ba nhát kiếm là có thể giết chết ba người này. Không thể nào. Mục Trần lập tức phản bác. Khi đó hắn ta đã từng đánh nhau với Lâm Nhất. Điều quan trọng nhất là Lâm Nhất chỉ mới có tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn, nói vậy có hơi khoa trương quá. Không tin à. Lâm Nhất hơi bất đắc dĩ, sợ hắn ta hỏi cặn kẽ hơn, đành phóng kiếm ý ra. Tia sắc bén bắn ra từ trong mắt Lâm Nhất, hắn trong bộ đồ xanh tựa như một sự tồn tại tách biệt với thế giới này. Kiếm ý tiên thiên đại thành. Thấy vậy, Mục Trần giật mình hét toáng lên. Lâm Nhất gật đầu. Ra vậy. Mục Trần không nói thêm gì nữa, liên tục cười khổ. Tuy rằng vừa rồi hắn ta đã có suy đoán mơ hồ, Lâm Nhất có thể giết chết ba người nhóm Trần Hầu bằng một nhát kiếm nhất định là do kiếm ý đã đạt đến một cấp bậc đáng sợ nào đó. Nhưng hắn ta không ngờ Lâm Nhất thật sự đã đạt tới cảnh giới đại thành. Hắn ta là kiếm khách. Biết rõ kiếm ý tiên thiên đại thành có ý nghĩa thế nào hơn người khác. Ngay cả ở Thiên Kiếm Tông, số đệ tử nòng cốt nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành cũng chỉ có 3 người. Thiên Kiếm Tông, tông môn thờ kiếm lập tông, một trong 9 đại bá chủ ở cổ vực Nam Hoa, trong thế hệ đệ tử chỉ có 3 người nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành. Ý nghĩa như thế nào, không cần phải nói nhiều. Mục Trần lại nhìn về phía Lâm Nhất. Loáng thoáng phát hiện khí chất của Lâm Nhất có thay đổi rất lớn so với lúc trước, thậm chí không thua kém bao nhiêu so với nhân tài trên bảng Long Vân, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Mục Trần ngừng suy nghĩ, hơi lo lắng nói, xin lỗi, vừa rồi ta hơi nhiều chuyện. Nhưng ngươi giết sư đệ của Cơ Vô Dạ, đệ tử huyết sát môn luôn bất chấp phương pháp, không để 9 đại bá chủ vào mắt. Đến lúc đó sư huynh hắn ta truy hỏi, ta sợ. Lâm Nhất thản nhiên đáp. Giết thì cũng đã giết rồi, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Và lại ba người này đều đã chết, chưa chắc Cơ Vô Dạ sẽ biết được là do ai ra tay. Cũng đúng, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây, phải mau tập hợp với các sư huynh thôi.
Nỗi lo lắng trong lòng Mục Trần chưa tan, hắn ta không dám ở lại đây quá lâu. Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xa có một cột sáng màu đen chiếu thẳng lên trời. Cột sáng kỳ lạ này liên kết với đất và trời, phía trên nối với bầu trời, tỏa sáng rực rỡ như bầu trời sao mênh mông. Bầu trời sao long lanh sâu thẳm, ánh sáng phản chiếu hình dáng mơ hồ của một lăng mộ toát lên hơi thở cổ xưa. Cổ mộ tinh quân. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Mục Trần, hắn ta ngạc nhiên thốt lên. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua, động tĩnh thật lớn. Xem ra phong ấn của cổ mộ tinh quân đã yếu đi rất nhiều, không thể áp chế dị tượng của cổ mộ nữa. Trên bầu trời sao mênh mông, có một ngôi sao đặc biệt to lớn tỏa sáng. Những ngôi sao khác so với nó đều chỉ để làm nền, tô điểm thêm. Đó là Thiên Tinh Châu. Trong lúc Lâm Nhất hơi nghi hoặc, Mục Trần ở cạnh khẽ giọng nói. Thiên Tinh Châu, Lâm Nhất ngạc nhiên nhìn đối phương. Mục Trần hơi ngây ra, ngay sau đó mới nhớ lúc trước Lâm Nhất luôn ở trong thư viện Thiên Phủ, chưa chắc đã biết đến Thiên Tinh Châu. Lâm Nhất quả thật không biết, tin tức về cổ mộ tinh quân đều là Mạc Linh Sư Tỷ nói cho hắn biết. Hơn nữa, Mạc Linh Sư Tỷ cũng chỉ nói chi tiết về nước Huyền Âm, những thứ khác lại không nói gì nhiều. Mục Trần do dự một lúc lâu, khẽ giọng nói, thật ra cũng không tính là bí mật gì, mấy ngày nay chắc ngươi cũng tiếp xúc với một số nhân tài trên bảng Long Vân, có phát hiện tu vi của bọn họ đều kẹt ở cảnh giới Dương Huyền Viên mãn không? Lâm Nhất suy nghĩ, hình như đúng thế thật. Dù là đám người Cơ Vô Dạ và Diêm Không hắn nhìn thấy từ xa, hay Dương Phàm và Quách Húc hắn từng nói chuyện, tu vi đều là cảnh giới Dương Huyền Viên mãn. 4 năm trước, những người này đã có tu vi cảnh giới Âm Huyền Viên mãn, thậm chí là cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành. Với thiên phú của bọn họ vốn nên nâng lên cảnh giới Âm Dương từ lâu mới phải. Cảnh giới Âm Dương quả thật khó có thể đột phá, nhiều người thậm chí cả đời cũng không thể đột phá, nhưng với những yêu nghiệt đó mà nói thì không đến nỗi như vậy. Sau khi Mục Trần giải thích một hồi, Lâm Nhất xem như đã hiểu được sơ sơ. Bất kể là Quách Húc hay là Dương Phàm, muốn nâng lên cảnh giới Âm Dương, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, chỉ là đều không cam lòng. Đến cảnh giới Âm Dương, võ hồn sẽ vô cùng quan trọng. Hễ là người có dã tâm đều sẽ nghĩ cách phải nâng cấp võ hồn lên ít nhất là cấp Huyền Bát phẩm trước khi tiến vào cảnh giới Âm Dương. 7 yêu nghiệt mạnh mẽ đứng hàng đầu bảng Long Vân lại càng siêu phàm, trước khi lên cảnh giới Âm Dương, võ hồn đều đã đạt đến cấp địa. Mắt Lâm Nhất tỏa sáng, nói ý ngươi nói Thiên Tinh Châu có thể nâng cao phẩm cấp của võ hồn. Mục Trần gật đầu, đáp cái gọi là linh khí đất trời, bảo địa gió nước, đều đến từ tinh hoa trăng sao mặt trời. Đến cảnh giới đáng sợ như cảnh giới tinh nguyên, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trực tiếp từ ngôi sao, cô đọng tinh nguyên. Sau khi cao thủ tinh quân tịch diệt, tinh nguyên dồi dào trong cơ thể sẽ ngưng tụ thành tinh châu, trong đó tinh châu bản mệnh sẽ được gọi là Thiên Tinh Châu, vậy thì chỉ có một ngôi sao đó rồi. Những ngôi sao khác đều là tinh châu bình thường, nhưng cũng có hiệu quả siêu phàm. Hắn ta đưa tay chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sao bao la, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ mong mỏi, nói. Hóa ra là vậy. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, nói cách khác. Trong cổ mộ tinh quân, bảo vật quý giá nhất không phải là truyền thừa tinh quân, không phải là nước Huyền Âm, không phải là bức tranh ngộ đạo thượng cổ, mà là viên Thiên Tinh Châu đó. Hắn đã hiểu ra vì sao Mạc Linh không nói với hắn chuyện này. Thiên Tinh Châu chắc chắn là vật mà những cao thủ đứng hạng 10 trở lên trong bảng ngoài như Cơ Vô Dạ, Diêm không muốn lấy, nói cho cùng vẫn là sợ hắn xung đột với những người đó. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt dừng ở bầu trời sao bao la ấy, như suy nghĩ chuyện gì. Hiển nhiên, bầu trời sao này chỉ là dị tượng đến từ thân xác cao thủ tinh quân. Thiên Tinh Châu thật sự chắc chắn đang nằm trong cổ mộ. Chỉ là dị tượng này thật đáng kinh ngạc, khiến Lâm Nhất cảm khái không thôi. Đây chính là thực lực của cao thủ tinh quân sao? Nhân vật vượt qua cảnh giới thiên phách, sau khi tịch diệt chết đi vẫn có thể để lại dư uy đáng sợ. Những cao thủ tinh quân đó lúc còn sống mạnh như thế nào, e rằng một đầu ngón tay là có thể dễ dàng san bằng cả cổ vực Nam Hoa. Cao thủ như vậy quả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Một ngày nào đó ta cũng sẽ có thực lực như vậy, cho dù chết đi nghìn năm,
vạn năm vẫn khiến người khác ngưỡng vọng. Ánh mắt Lâm Nhất kiên định, thầm nghĩ trong lòng. Kiếm táng hoa trong hộp đựng kiếm sau lưng hắn dường như cảm giác được suy nghĩ trong lòng hắn, tự động rung lên, ý chí chiến đấu vô tận tích lũy trên vỏ kiếm. Đã lâu chưa ra khỏi vỏ, táng hoa đã có chút mất kiên nhẫn. Không vội, đợi ngươi nâng cấp lên bảo khí thì sẽ là lúc ngươi rời vỏ. Lâm Nhất thu hồi ánh nhìn, mỉm cười, khẽ giọng nói, đi thôi. Trên mặt xuất hiện ý cười, trong mắt thiếu niên có ánh sáng lóe lên. Dị tượng cỡ này có lẽ cũng sẽ thu hút tất cả nhân tài trên bảng Long Vân đến đây. Giống như những gì Lâm Nhất suy đoán, dị tượng hoành tráng như vậy, người ở mỗi ngóc ngách trong biển trăng khô đều đã chú ý đến. Cuối cùng phong ấn của cổ mộ tinh quân cũng yếu đi rồi. Ý chí mạnh thật, cả bầu trời cũng bị ảnh hưởng, không thể tin nổi. Cổ mộ thế này cho dù không nhận được truyền thừa tinh quân, tùy tiện lấy một món dị bảo cũng xem như không uổng chuyến này. Dù là võ giả ở phương nào, khi nhìn thấy dị tượng bao la này, vẻ mặt ai nấy đều trở nên cực kỳ phấn khởi. Ở một sơn cốc u ám, cơ vô giả của huyết sát môn đang lau chùi máu trên kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, dưới đất máu chảy thành sông, hơn 10 đệ tử tông môn chết vô cùng thê thảm. Tất cả đều chết không toàn thây. Danh hiệu huyết thủ đồ tể đúng là không hề giả, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta ghê sợ. Đột nhiên hắn ta ngẩng đầu lên nhìn ra xa, dừng ở bầu trời sao bao la, tầm mắt gắt gao dán chặt vào ngôi sao lấp lánh đó. Ngay sau đó, trên mặt hắn ta lộ ra ý cười âm u lạnh lẽo, liếm môi, ánh nhìn nóng cháy, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nếu không thì thật buồn tẻ. Thiên tinh châu của tinh quân thượng cổ để lại, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Chờ đệ tử của huyết sát môn hội họp trước. Trên gương mặt âm u lạnh lẽo lộ ra ý cười tàn nhẫn, khiến người khác không rét mà run. Cổ mộ tinh quân mở ra, dù là nhân tài trên bảng Long Vân cũng hiểu được một cách sâu sắc, hội tụ một nhóm sư huynh đệ tiện hơn là đơn đả độc đấu. Dù sao thể hiện ở nơi như thế này cũng không có ích lợi gì, có thể lấy được thiên tinh châu mới là vương đạo. Trong một di tích đổ nát, vài đệ tử của Quỷ Viêm Tông vây xung quanh Quỷ Đao Diêm Không. Uy phong của Diêm Không vẫn không giảm, sắc mặt hơi tái, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Chỉ vây quanh người hắn ta cũng cảm giác được có chút không tự nhiên, một ánh mắt cũng đủ khiến người ta rơi vào vực sâu. Với vai trò là đại sát thần tề danh với cơ vô dạ, sát khí trên người kẻ này không hề thua kém cơ vô dạ. Sư huynh, cổ mộ tinh quân hiện thế rồi. Với thực lực của sư huynh, có lẽ truyền thừa tinh quân để lại sẽ lấy vào tay dễ dàng thôi. Chỉ cần sư huynh ra lệnh một tiếng, chắc chắn bọn ta sẽ thể chết làm theo mệnh lệnh. Ánh mắt mấy người họ nóng cháy, trong lúc nói chuyện, bọn họ nghe theo lời Diêm Không răm rắp, vô cùng kính phục. Bọn họ biết rõ mình có thể hưởng được chút lợi ích nào trong cổ mộ tinh quân này hay không đều dựa vào Quỷ Đao Diêm Không. Diêm Không lạnh lùng cười nói, ha ha. Yên tâm, trừ thiên tinh châu ra, ta không cần gì cả. Trong cổ mộ tinh quân này, ai dám đối đầu với các ngươi thì sẽ là đối đầu với Diêm Không ta, ta sẽ khiến kẻ đó không được chết tử tế. Đi. Dứt lời, một nhóm người lập tức đứng dậy, nhanh chóng lao về phía cổ mộ dưới bầu trời sao. Giữa cồn cát chập trùng, hai bóng người trẻ tuổi đứng sóng vai nhau. Một người gầy như que củi, lưng đeo cổ đao dài mảnh. Một người sắc mặt lạnh lùng, con người lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị. Đó chính là Bùi Nhạc và Tần An, một người xếp thứ 58, một người xếp thứ 59 bảng Long Vân. Hai người đều là yêu nghiệt đứng hàng đầu bảng ngoài, thực lực khá đáng sợ, đồng thời đến đây ngay ngày cuối cùng. Lúc đó họ còn kiêu ngạo nói rằng, trừ số ít nhân vật trên bảng Long Vân thì không xem trọng ai cả. Sau khi vào biển trăng khô, bọn họ cũng đi cùng nhau. Giao tình không tệ. Lần này, đối thủ lớn nhất trong cổ mộ tinh quân chắc là cơ vô dạ và Diêm Không rồi, Bùi Nhạc vác cổ đao trên lưng, nhìn lên ngôi sao lấp lánh ở xa xa, nhẹ giọng nói. Tần An ở bên cạnh thản nhiên trả lời, tuy hai người này đáng sợ, nhưng chúng ta liên thủ cũng không cần phải sợ họ, người chân chính phải kiêng dè là Tạ Vân Kiều của Càn Vân Tông. Ta nghe nói hình như hắn ta đã nắm giữ được kiếm ý tiên thiên đại thành. Với cảnh giới của hắn ta,
nếu thật sự nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành, e là có chút khó giải quyết. Bùi Nhạc dừng lại một lúc, vẻ mặt biến đổi, lạnh giọng nói, nhưng hai chúng ta cũng không dễ động vào. Hắn ta muốn tranh giành Thiên Tinh Châu cũng phải cân nhắc cho kỹ. Cùng lúc đó, đệ tử của các tông môn và những nhân tài khác trên bảng Long Vân đều nhìn thấy bầu trời sao bao la bắt mắt kia. Tất cả đều không do dự đuổi tới. Có thể tưởng tượng được, không bao lâu nữa, trước cổ mộ tinh quân chắc chắn sẽ là quần hùng hội tụ, nhân tài như mây. Nhân tài trên bảng Long Vân e là cũng sẽ lao vào đánh nhau. Loại chém giết đó chắc chắn sẽ cực kỳ oanh liệt. Cho dù muốn thừa nước đục thả câu cũng phải cân nhắc xem thực lực của mình có đủ không. Cổ mộ hiện thế, màn kịch lớn cuối cùng cũng bắt đầu, ai có thể cười đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng thật sự. Bầu trời sao bao la kia cách xa nghìn dặm, thậm chí còn xa hơn. Lâm Nhất cũng không vội, hắn và Mục Trần ung dung bước đi. Phong ấn có từ thời thượng cổ, dù đã yếu đi không ít, nhưng muốn biến mất hoàn toàn cũng phải cần một thời gian. Cho dù phong ấn thật sự bị phá, thực lực không đủ đi tới đó cũng chỉ có đường chết. Cái gọi là thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị quả, mãi mãi đều được chuẩn bị cho kẻ mạnh. Đây chính là đạo lý mãi mãi không đổi. Người có thực lực dù có đến chậm thế nào cũng không tính là muộn. Ba ngày sau, cổ mộ tinh quân cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Bây giờ, xung quanh cổ mộ có đầy nhân tài kiệt xuất, người đông như kiến. Nhưng chớp mắt nhìn lại, vẫn còn thua kém cảnh tượng như châu chấu tràn về lúc ở biển trăng khô khi trước. Chỉ sợ những người không đến đây hơn phân nửa đã chết ở dọc đường. Hai người Lâm Nhất và Mục Trần nhìn quanh, tìm đám người của Thiên Kiếm Tông và Mạc Linh của Thư viện Thiên Phủ. Với thực lực của bọn họ, không ngoài dự liệu thì chắc hẳn đều có thể đi đến đây. Dưới bầu trời sao, trên sa mạc mênh mông, đệ tử các tông môn đều nghỉ ngơi dưỡng sức xung quanh cổ mộ rộng lớn, đợi phong ấn hoàn toàn biến mất. Nhưng trong lúc chờ đợi lại có một trận đại chiến thu hút sự chú ý của mọi người. Biển trăng khô rộng lớn, một đường đi tới không biết có bao nhiêu cảnh chém giết, mỗi trận chém giết đều chứa đầy thù hận. Nếu một bên tính tình nóng nảy, đến trước cổ mộ tinh quân này chắc chắn sẽ ra tay. Do đó, ở gần cổ mộ, người chém giết không nhiều, nhưng cũng không ít. Chỉ có trận đại chiến này là vô cùng bắt mắt. Hai thanh niên sắc mặt lạnh lùng đang bao vây một người. Trong chân nguyên sao động, quyền mang nổ ầm, kiếm ảnh lấp lóe. Người bị bao vây là một cô gái xinh đẹp, dung mạo xuất sắc, dáng người mảnh mai. Quanh người nàng ta có linh văn lượn lờ, tiếng gió hạc kêu, ánh lửa bùng lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như phượng hoàng tắm trong lửa, ánh sáng thần lan tỏa, phong thái vô biên. Dù không nói đến dung mạo, chỉ thực lực thế này đã đủ thu hút ánh nhìn của mọi người trong biển trăng khô cao thủ như mây. Nếu là ngày thường, nói không chừng đã có người lên biểu diễn một phen anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thiện cảm của người đẹp. Nhưng bây giờ, hai người đang tấn công cô gái đều là nhân tài trên bảng Long Vân. Hai người hợp sức vững vàng làm chủ cục diện, dồn ép Mạc Linh vô cùng khó chịu. Là Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Vũ và Lâm Chí Viễn của Phủ Tam Tuyệt. Ha ha, hai người này lại hợp sức đối phó với Mạc Linh của Thư viện Thiên Phủ. Hai người gan lớn thật, nếu thật sự giết Mạc Linh, không nói đến Thư viện Thiên Phủ, chỉ riêng nhà họ Mạc cũng không dễ động vào. Ta nghĩ hai người họ cũng không dám, nhưng Lầu Huyết Vũ và Thư viện Thiên Phủ ngày thường có ân oán không nhỏ, một khi Mạc Linh thật sự thất bại, e rằng sẽ bị sỉ nhục một phen. Nhiều đệ tử tông môn nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều cảm thấy Lãnh Hạo Vũ và Lâm Chí Viễn thật vô liêm sỉ. Nhưng không hổ thẹn là một chuyện, hai người này dù gì cũng là nhân tài trong bảng Long Vân, mặc dù thứ hạng nằm phía cuối cũng không phải ai thích nhúng tay là nhúng tay vào được. Lãnh Hạo Vũ, nhiều năm như vậy rồi mà chẳng có chút tiến bộ nào, giao đấu với ta còn phải kéo theo một người nữa, người nhát gan như vậy sao? Vẻ mặt Mạc Linh lạnh băng, lạnh lùng quát. Ha ha, ta thực ra cũng có lòng đấu tay đôi với cô, chẳng qua như vậy thì đêm dài lắm mộng quá, cũng chỉ đành phải kéo thêm Lâm huynh vào. Sơn Mạch Viêm Vân đã tha cho cô một lần, bây giờ Trương Viễn không ở bên cạnh cô nữa rồi, cơ hội này đâu dễ dàng mà có được. Ý cười trên gương mặt Lãnh Hạo Vũ đã đậm hơn,
hầu như không hề cảm thấy hổ thẹn chút nào, cười lạnh lùng nói, yên tâm, chúng ta sẽ không giết cô. Nhưng mà cổ mộ tinh quân này cô cùng đừng mong bước vào nữa. Lâu Huyết Vũ và Thư viện Thiên Phủ có thù oán rất sâu, trong cổ mộ tinh quân này mà ngẫu nhiên gặp được nhau thì chắc chắn sẽ phải đánh một trận. Sớm muộn gì cũng sẽ phải ra tay, bây giờ chi viện của đối phương vẫn chưa tới, đương nhiên sẽ là cơ hội tốt nhất để bọn họ động thủ. Huống hồ, cứ phế Mạc Linh trước, đợi đến khi gặp được Lâm Nhất thì tiện tay giết luôn cũng sẽ dễ hơn nhiều. Đối mặt với Lãnh Hạo Vũ và Lâm Chí Viễn, Mạc Linh không dám lơ là, nàng ta thúc đẩy trình độ linh văn đến tầng cao nhất. Có rất nhiều linh văn xoay xung quanh người nàng ta, trong lúc hất tay, một cuộn tranh mở ra xung quanh người nàng ta, đợi đến khi cuộn tranh kia khép lại, một bức linh đồ rào rạt xuất hiện. Đây chính là linh đồ tam phẩm, Hỏa Phượng Liêu Nguyên. Chỉ một thoáng, linh đồ kia đã bắn ra vô số luồng hỏa quang chói mắt, chim phượng sải cánh kêu vang, lúc linh đồ đáp xuống tựa như vầng mặt trời chói chang áp xuống. Lãnh Hạo Vũ và Lâm Chí Viễn đáy mắt thoáng qua nét kinh ngạc, rõ ràng không thể ngờ được Mạc Linh lại khó đối phó như vậy. Tu vi của đối phương không cao nhưng trình độ linh văn lại mạnh đến mức đáng sợ. Chẳng qua hai người này không hề hoang mang, lạnh lùng bật cười một tiếng, vào lúc khi linh đồ kia sắp đè xuống liền đồng loạt ra tay. Tuyệt Vân Quyền, Hỏa Thiêu Liên Vân. Lâm Chí Viễn tung ra một quyền, chân nguyên rồi rào bùng lên. Dị tượng sinh ra, có một vùng biển mây thình lình bốc cháy. Hỏa vân trên trời bao trùm bên dưới, uy lực của quyền này giống như một con dã thú đang phẫn nộ mà điên cuồng, gào giống phun lửa đầy trời. Lãnh Hạo Vũ ở một bên khác thúc đẩy huyết sát kiếm quyết đến mức cao nhất, từng luồng khí lưu màu máu tràn ra cắt rách bầu không tạo nên những tiếng ong ong, cuối cùng mấy chục luồng kiếm quang màu máu kia tiến hóa thành một bộ móng vuốt yêu ma. Một kiếm đâm ra mang theo cả móng vuốt của yêu ma, uy lực khủng khiếp xé toạc cả núi sông. Rầm, rầm, rầm. Quyền kiếm liên thủ, liên tiếp không ngừng nện lên linh đồ, trong không trung không ngừng vang lên những tiếng nổ lốp bốp. Bức Hỏa Phượng Liêu Nguyên đồ kia đã xuất hiện các đường nứt nhỏ, dần dần rách ra. Không xong, Mạc Linh sắp thua rồi. Những người đứng xem trận giao đấu trông thấy cảnh này thì mặt đều biến sắc. Có thể tưởng tượng ra được một khắc sau đó, khi linh đồ vỡ nát, Mạc Linh sẽ bị dư âm uy lực sát chiêu của hai người kia đánh trọng thương. Giác! Quả nhiên như vậy, bức Hỏa Phượng Liêu Nguyên đồ minh mông kia lập tức vỡ nát, nổ thành vô số đám lửa nhỏ bay đầy trời. Lãnh Hạo Vũ và Lâm Chí Viễn bỗng bật cười lạnh lùng, lao vào trong vùng trời ngập đốm lửa tàn. Nhưng vào lúc hai người xông qua vùng trời kia, thứ bọn họ nhìn thấy không phải là Mạc Linh mà là bóng người áo xanh với vẻ mặt cực kỳ âm u. Động vào sư tỷ ta, muốn chết. Trong giọng nói lạnh đến thấu xương, người áo xanh chắn trước mặt Mạc Linh vung tay tung ra một quyền, lạnh lùng quát cút. Cút, tựa như cơn giận dữ của sấm sét, vang vọng khắp trời, ong ong bên tai tất cả mọi người. Nhưng còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy Lâm Nhất tung ra một quyền. Sức mạnh long tượng cổ xưa sôi sục bên trong cơ thể, sức mạnh tam thập đỉnh cùng với chân nguyên ngưng tụ bởi kiếm quyết tầng thứ 10, trong phút chốc hòa vào làm một. Giữa không trung, thiếu niên gương mặt thanh tú đầy u ám thình lình trở nên dữ tợn như con mãnh thú thượng cổ, phát ra tiếng rú điên cuồng rung trời. Bất luận là kiếm mang của Lãnh Hạo Vũ hay là quyền mang của Lâm Chí Viễn, trong tình huống chỉ còn sót lại dư âm của uy lực thì đều không thể sánh được với một quyền khủng khiếp này. Người vừa rồi mới lộ ra hung quang, muốn một quyền đánh trọng thương Mạc Linh đã bị đánh cho văng mạnh ra ngoài. Ong ong. Âm thanh bùng nổ của sức mạnh tam thập đỉnh tựa như thánh âm réo rắt phát ra từ chiến đỉnh thượng cổ, hòa cùng với tiếng kiếm ngâm vang dội tạo ra âm thanh ong ong không ngừng. Dưới loại phong mang sắc bén bậc này, vạt áo sam xanh của thiếu niên tung bay lật phật, khiến lòng người chấn động. Một quyền, đã đánh lui hai nhân tài của bảng Long Vân. Mặc dù đó chỉ là dư âm uy lực nhưng thanh thế này vẫn quá mức đáng gờm. Người đến là ai? Đương nhiên là Lâm Nhất cùng với Mục Trần vội vàng chạy đến cổ mộ tinh quân, khi hắn nhìn thấy Mạc Linh đang giao đấu cùng hai người kia thì cơn thịnh nộ đã bị thổi bùng lên. Hai nhân tài của bảng Long Vân lại liên thủ với nhau để vây hãm tấn công Mạc Linh, đúng là đáng hổ thẹn. Dường như vào giây phút đó,
hắn đã thúc đẩy thất huyền bộ thi triển đến đỉnh phong, dùng tốc độ kinh người xuất hiện đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tung ra một đòn đánh lui hai người, Lâm Nhất lại lần nữa vận chuyển thất huyền bộ, chỉ trong một nhịp hô hấp đã đáp xuống phía trước mặt Mạc Linh. Lâm Nhất, Lãnh Hạo Vũ và Lâm Chí Viễn đều giật mình kinh hãi, có một thoáng bọn họ cho rằng người ra tay chính là Trương Viễn của Thiên Kiếm Tông. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì không thể ngờ được, người này lại là Lâm Nhất, công tử táng hoa mà trong mắt bọn họ chẳng là cái thá gì. Thứ hạng của hai người trong bảng Long Vân mặc dù xếp ở gần cuối, nhưng đối với người ngoại bảng mà nói vẫn là những người ở tiết trên cao. Cũng chỉ có đệ tử nòng cốt của thế lực cấp bá chủ như Trương Viễn thì bọn họ mới tạm coi trọng một chút, những người khác hầu như chẳng đáng để liếc mắt nhìn. Nhất là Lâm Nhất, một kiếm khách xuất thân từ đế quốc Đại Tần, cho dù có đánh bại được Tào Thần thì trong mắt bọn họ cũng vẫn khinh thường hắn. Sau sự kinh ngạc lúc đầu, thần sắc trong đáy mắt của Lãnh Hạo Vũ kia lập tức trở nên u ám. Khóe miệng khẽ cong lên ý cười, đến cũng đúng lúc lắm. Nếu vừa hay gặp được thì tiện tay giết luôn đi. Tên nhóc này vốn dĩ nằm trong bảng truy nã của Lầu Huyết Vũ. Trước mặt tông môn của khắp tứ phương giết chết hắn, cũng coi như không hổ với uy danh của tông môn. Nghe ta nói, rời khỏi đây trước, đợi người của Thiên Kiếm Tông tới rồi nói tiếp, Lãnh Hạo Vũ này sẽ không nương tay với ngươi đâu. Mạc Linh mặc kệ thương thế trên người vội vàng nói với Lâm Nhất. Nàng ta đã từng giao đấu rất nhiều lần với Lãnh Hạo Vũ, biết rõ bản tính của đối phương, giống hệt như một con rắn độc, một khi có cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu đã đến đây rồi, thì khỏi cần đi nữa. Lãnh Hạo Vũ nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lâm Nhất nói bằng giọng quái gở, tên nhóc nhà ngươi đúng là đáng sợ, 3 tháng trước ta nhận được tin tức thì chẳng qua mới chỉ bước vào tử phủ, mà bây giờ cảnh giới đã tăng lên dương huyền. Trong biển trăng khô này có lẽ đã thu hoạch được không ít hả, đáng tiếc, gặp phải ta, vận may có hơn thế nữa thì hôm nay cũng phải chết tại đây thôi. Lời vừa dứt, hắn ta chuyển cho Lâm Chí Viễn một ánh mắt, lạnh lùng quát ra tay. Tên này vẫn giảo hoạt như xưa, đầu tiên là dùng ngôn từ để thu hút sự chú ý của Lâm Nhất, sau đó đột nhiên bảo Lâm Chí Viễn ra tay. Nếu là người bình thường chỉ tập trung sự chú ý lên người hắn ta thì e là sẽ không kịp trở tay trong tình huống này. Lâm Chí Viễn lạnh lùng bật cười, chân nguyên sao động, thế quyền khủng khiếp tràn ra. Từ trên xuống dưới khắp người phát ra luồng ánh sáng màu tím nhàn nhạt, uy lực của quyền này vậy mà ngưng tụ thành thế quyền nặng nề như một ngọn núi, cực kỳ hùng vĩ. Chết! Hắn ta bật người lên không trung, 5 ngón tay siết chặt tung ra một quyền. Giữa không trung bỗng có âm thanh vang lên rung chuyển cả đất trời, quyền uy vang vọng khiến mặt đất chao đảo. Nền tảng sức mạnh khủng khiếp của nhân tài trong bảng Long Vân đã thể hiện hết ra trong một quyền này. Dưới thanh uy cỡ này, không khí dường như nứt ra, uy áp cực lớn tràn ra khiến hơi thở của mọi người trở nên gấp gáp. Cẩn thận! Mạc Linh thấy vậy thất thanh hô lên. Chơi cùng ngươi chút! Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh. Chỉ là kiếm ý mênh mông như vực sâu không đáy lóe lên trong mắt tạo thành từng vòng sóng gợn. Theo những vòng sóng gợn này, Tử Diên kiếm quyết lập tức sôi sục, nơi tử phủ, chân nguyên đã được cô đọng bởi nước huyền âm đang ào ào dậy sóng. Chỉ thoáng chốc luồng sức mạnh hung bạo dưới sự hỗ trợ của kiếm ý đã tràn ra khắp toàn thân. Khi hắn đạt đến cảnh giới âm huyền viên mãn, chân nguyên đã có thể giao đấu được với cảnh giới dương huyền đại thành. Bây giờ do nước huyền âm đã thăng cấp cho hắn lên cảnh giới dương huyền thì hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, cho dù chỉ luận về chân nguyên thì cũng sẽ không kém hơn đối phương bao nhiêu. Mặc kệ uy áp của quyền mang này thổi tung vạt áo bay lật phật, Lâm Nhất nhấc tay siết chặt 5 ngón tay lại. Cùng là chân nguyên sao động, cùng bật người bay lên không trung, cùng là một quyền tung ra đón đầu. Chẳng qua trong quyền mang của hắn có trộn lẫn cả sức mạnh long tượng tam thập đỉnh. Còn có một luồng kiếm ý màu bạc quấn quanh. Dầm. Song quyền trong không trung nặng nề va chạm với nhau, âm thanh rung trời nổ tung giữa không trung. Giống như hai con man thú thượng cổ to như hai ngọn núi lao vào nhau. Uỳnh ầm ầm. Thanh âm réo rắt, kiếm ý ong ong, âm thanh vang vọng mãi không dứt. Đáy mắt Lâm Chí Viễn thoáng vẻ khác lạ, uy lực một quyền của hắn đừng nói là không làm bị thương Lâm Nhất. Hắn ta còn chẳng chiếm được chút ưu thế nào.
rõ là không thể tin được, không thể tưởng tượng được. Tiên thiên kiếm ý đại thành. Nhưng Lãnh Hạo Vũ ở phía xa đứng quan sát trận đấu lại nhíu chặt đầu mày. Kiếm ý quấn quanh quyền mang kia mặc dù chỉ là một sợi mảnh, nhưng hắn ta có thể nhạy cảm phát hiện ra được, quả thực là tiên tiên kiếm ý đại thành, lập tức giật mình ngây ra. Cả cổ vực Nam Hoa rộng lớn, trong số nhân tài trẻ tuổi, có thể nắm được tiên tiên kiếm ý đại thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhiều nhất cũng không quá 10 người. Quả thực là không thể tưởng tượng được, một thiếu niên vừa mới bước chân vào cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành, chẳng qua mới 18 tuổi. Rốt cuộc làm thế nào có thể đạt đến mức độ này? Phải biết tiên thiên kiếm ý của hắn ta còn một xíu nữa mới coi như tiểu thành, nhưng đã đủ để làm rất nhiều người phải kinh hãi. Dầm, dầm, dầm. Trong lúc nguy hiểm, hai người ở giữa không chung chiến đấu với nhau mấy chục chiêu. Lâm Nhất không hề kém cạnh, quyền nào cũng trúng mục tiêu, phong mang tản ra khắp người không hề yếu hơn. Chẳng qua cũng chỉ như thế. Đáy mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ hiểu rõ, thoáng chút khinh thường, chẳng trách thứ hạng của đối phương lại áp chót đến vậy. Để so sánh với Dương Phàm thì hắn ta còn chẳng bằng được Quách Húc, quả thực là thực lực quá tệ. Tên nhóc nhà ngươi. Nhân tài tứ phương tụ hội, trong vô số ánh nhìn, Lâm Chí Viễn thân là yêu nghiệt của bảng Long Vân, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi. Vừa thấy vẻ khinh thường trong đáy mắt Lâm Nhất thì bỗng nổi cơn thịnh nộ. Chân nguyên khắp người điên cuồng tăng vọt, chỉ chớp mắt, hai sát chiêu tuyệt vân quyền đã như ngôi sao băng quét về phía Lâm Nhất. Dầm, dầm. Nhưng khi hai luồng quyền mang này ập xuống người Lâm Nhất, hắn ta liền kinh ngạc phát hiện. Trên người Lâm Nhất không biết từ lúc nào đã ngưng tụ ra một chiến giáp màu tím ánh kim, bên trên khôi giáp phát sáng lấp lánh có một con long tượng thượng cổ ánh kim chói mắt. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ 7 đã được Lâm Nhất bổ sung đến mức vượt qua cả giới hạn vốn có để ngưng tụ thành chiến giáp long tượng, giống như thể soi dọi ra hình dáng long tượng thượng cổ sống sờ sờ. Hai chiêu tuyệt vân quyền kia nện lên chiến giáp lập tức đã bị hóa giải, không hề gây thương tổn gì đến Lâm Nhất. Đúng vào lúc Lâm Chí Diễn còn đang kinh ngạc ngơ ngác, đáy mắt Lâm Nhất lóe lên hàn mang, trong cơ thể bỗng bung ra sát ý kinh người, loại sát ý kia tựa như hàng nghìn quân lính đang thét gào. Lập tức đánh hắn ta bay ra ngoài. Thất sát quyền, trách trời bất công. Lâm Nhất bước qua một bước, bỗng bầu trời ngập đầy sát ý, khiến phong vân hòa vào với nhau, đất trời biến sắc. Giây phút khi hắn sải bước đi đã lập tức đuổi kịp Lâm Chí Diễn vừa bị đánh bay, rõ ràng chỉ có một mình hắn nhưng sát ý ngập trời kia lại như thể thiên quân vạn mã đang phi nước đại. Giết! Khi thiên quân vạn mã này đồng thời hô vang tiếng giết thì Lâm Nhất nện ra một quyền. Dòng máu sục sôi cùng nỗi bi thống trong lòng như được trút sạch ra ngoài. Phụt. Lâm Chí Viễn lại tiếp tục bị đánh bay vọt ra ngoài đến cả trăm mét, miệng nôn máu tươi. Giết. Lại là âm thanh giết chóc kia vang lên, Lâm Chí Viễn trên mặt đất bỗng sợ đến là cả hồn phách, còn chưa kịp bò dậy liền khom người bò thật nhanh. Nhưng đúng vào lúc khi Lâm Nhất định vung quyền, có một luồng khí tức âm độc bỗng nhiên tràn tới. Lâm Nhất lập tức thu quyền lùi nhanh lại phía sau. Hồng hộc. Nhưng vẫn chậm một bước, bên sườn bị rạch một vết thương vô cùng đáng sợ, máu tươi bắn tung tóe. Là Lãnh Hạo Vũ, hắn ta đã tính toán chuẩn xác để Lâm Nhất không thể tránh thoát được kiếm này, mắt thấy Lâm Nhất đã bị đâm trúng, lập tức bật cười lạnh lùng sau đó lao đến chém giết. Phụt phụt. Làn xương khói màu máu quấn quanh trên thân kiếm của hắn ta. Kiếm khí tung hoành cắt qua bầu không vang lên những tiếng tách tách. Là kiếm khí huyết sát, đây là kiếm pháp tương đối âm độc, một khi bị nhắm chúng sẽ giống như bị con rắn độc cắn mãi không buông. Chết! Lãnh Hạo Vũ này tương đối quyết đoán, một đòn tất chúng liền không định cho Lâm Nhất có cơ hội sống. Dự định dùng kiếm pháp huyết sát để ép chết Lâm Nhất. Soạt, soạt, soạt. Trong tay Lâm Nhất không có kiếm cho nên đã mất đi cơ hội ra tay trước, lập tức bị ép đến mức phải liên tiếp đối diện với hiểm cảnh, không ngừng lui về phía sau. Ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm, chẳng qua cũng chỉ là kẻ vô dụng mà thôi, chỉ chút bản lĩnh này mà cũng mặt dày tự xưng công tử táng hoa. Nực cười. Mắt thấy Lâm Nhất bị ép đến mức không ngừng lui về phía sau, dưới kiếm thế của mình, bước từng bước khó khăn, đáy mắt Lãnh Hạo Vũ bỗng lóe lên vẻ đắc ý.
Tiên thiên kiếm ý đại thành thì đã sao? Vẫn phải chết. Huyết kiếm phần thiên. Trong tiếng hét lớn, kiếm thế khắp toàn thân hắn ta như ngọn lửa máu bốc cháy hừng hực, loại thanh thế này tựa như tầng mây trên bầu trời kia cũng bị đốt cháy sạch. Một kiếm đáp xuống, huyết diễm đầy trời cuồn cuộn trong không trung, giống như ác ma trong địa ngục sắp sửa được thả ra, quỷ dị mà tà ác. Chỉ chớp mắt, kiếm thế đầy trời ngưng tụ thành huyết diễm này đã nuốt chửng Lâm Nhất vào bên trong. Một kiếm này có thanh uy quá mạnh, thế của huyết diễm lại càng nhanh đến kinh người, người bên ngoài dường như vừa mới để ý đến thì Lâm Nhất đã bị nuốt chửng vào trong. Huyết diễm vô tận nuốt chửng Lâm Nhất, lửa cháy hừng hực. Kiếm. Nhưng mọi người còn chưa kịp hô lên thất thanh thì đã nghe thấy một tiếng quát lớn, kiếm ý mênh mông giạt rào xuyên qua ngọn lửa hừng hực, chấn động cả một vùng trời. Keng, keng, keng. Kiếm khách đứng quan sát trận đấu ở gần đó còn chưa kịp phản ứng lại, kiếm trong tay đã tuột ra, ngập trời kiếm ảnh, trong đó có một luồng kinh hồng chớp lóe, chớp mắt đã chui vào bên trong huyết diễm mênh mông. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Kiếm thế khoáng đạt từ trong ngọn lửa sộc thẳng lên trời. Kiếm quang sáng chói, tựa như một tia chớp rạch qua xé toạc đường chân trời, lấy khí thế sắc bén vô địch chém nát vụn ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Huyết diễm với thanh thế khủng khiếp như muốn thiêu đốt bầu trời thành cho còn chưa kịp nhốt Lâm Nhất vào bên trong thì đã bị một kiếm cực kỳ bá đạo này chém cho tan tành thành những đốm lửa nhỏ, như lá vàng đón gió mùa thu, rụng là tả điêu tàn. Bàng môn tà đạo há có thể sánh được với bá kiếm. Bàng môn tà đạo há có thể sánh được với bá kiếm. Bôn lôi chảm điện vốn đã vô cùng khủng khiếp, khi tu vi của Lâm Nhất còn chưa đạt đến cảnh giới âm huyền đại thành thì đã có thể vượt cấp giết địch. Bây giờ hắn đã thăng cấp lên cảnh giới dương huyền tiểu thành, kiếm quyết đạt đến cảnh giới tầng thứ 10, lại có tiên thiên kiếm ý đại thành hỗ trợ, uy lực của một kiếm đáng sợ cỡ nào. Nó đã lập tức chém nát huyết diễm mênh mông sau đó dùng khí thế kinh hùng điên cuồng lao đi. Trong ánh lửa tan tác, mặt Lãnh Hạo Vũ đột ngột biến sắc, điên cuồng lui về sau. Cho dù hắn ta đã lui rất nhanh nhưng luồng kiếm quang có thể chém đứt cả sấm sét thì vẫn dễ dàng rạch một vết thương khủng khiếp ở trước ngực của hắn ta. Nếu không phải vì tu vi của hắn thâm hậu, có kiếm quyết huyết sát hộ thể thì đã lập tức mất mạng ngay tại chỗ rồi. Nhưng cho dù như vậy, một kiếm này vẫn đã khiến hắn ta bị trọng thương. Máu tươi văng tung tóe, sắc mặt Lãnh Hạo Vũ trắng bệch, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Lại là một kiếm này. Đáy mắt Mạc Linh lóe lên vẻ khác thường, trong cuộc chiến giữa năm thư viện, nàng ta từng nhiều lần chứng kiến phong thái kiếm này của Lâm Nhất. Một kiếm xuất ra, máu văng tung tóe, phân thây hai đoạn. Thể hiện một cách sâu sắc hai chữ nhanh và ngoan, vô cùng bá đạo. Bây giờ, cùng là một kiếm này, dù cho đối phương có đổi thành Lãnh Hạo Vũ, nhân tài của bảng Long Vân thì phong thái đó vẫn y nguyên, không hề giảm đi. Lãnh huynh. Sắc mặt Lâm Chí Viễn thay đổi liên tục, giật mình kinh hãi, nhanh chóng bước lên trước, khi nhìn thấy vết thương trước ngực Lãnh Hạo Vũ thì bỗng nín thở. Vết thương này không chỉ chém đứt xương sườn, thậm chí đến ngũ tạng lục phủ cũng bị nứt nhẹ, nhìn vô cùng đáng sợ. Đi. Lãnh Hạo Vũ nhịn đau nghiến răng, run rẩy nhìn Lâm Nhất một cái sau đó xoay người muốn rời đi. Một kiếm này mặc dù không chí mạng nhưng vết thương quá nặng nên hắn ta không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Nếu đã đến đây rồi, thì khỏi cần đi nữa. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng lạnh, phong mang lóe lên trong đáy mắt, kiếm trong tay mất khống chế bỗng nhiên vỡ nát, mấy chục mảnh vỡ bay lơ lửng trước mặt hắn. Kiếm ý bao trùm xung quanh khiến nó vang lên ong ong. Hai ngón tay Lâm Nhất khép lại trước ngực, Tử Diên kiếm quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tiên thiên kiếm ý khắp toàn thân sao động theo luồng chân nguyên trong cơ thể, không ngừng tích tụ lại như hàng ngàn mũi tên khí giạt rào trong đất trời từ khắp tứ phương ngưng tụ lại. Kiếm ý mênh mông khiến mấy chục mảnh kiếm như một đóa hoa bung nở trước mặt Lâm Nhất bỗng nhiên đứng yên. Phảng phất quanh cơ thể hắn, thời gian đã bị giam cầm. Đây là muốn làm gì? Trong mắt tất cả mọi người đều thoáng vẻ ngạc nhiên, kiếm đã nát rồi, chẳng lẽ hắn còn không muốn buông tha cho Lãnh Hạo Vũ sao? Đúng vào lúc ai nấy đều đầy vẻ nghi ngờ, kiếm thế khắp toàn thân Lâm Nhất ngưng tụ đến đỉnh phong, hắn hét lớn một tiếng. Quỳnh! Trong trời đất như có tiếng kiếm âm du dương vang khắp tám phương,
Lâm Nhất vươn bàn tay phải ra, trong số những mảnh kiếm tinh tế trước người, rút ra một mảnh. Hắn tựa như đang hái một cánh hoa, vào giây phút khi cánh hoa bị kẹp lấy, những mảnh kiếm khác bỗng nổ tung thành bột mịn. Trong một thoáng, kiếm thế mênh mông và chân nguyên dạt dào tích tụ trong cơ thể bỗng tràn hết vào mảnh kiếm vụn này. Lâm Nhất vươn tay đẩy nhẹ về phía trước, mảnh kiếm vụn trong tay bắn vọt ra mang theo kiếm thế vô biên. Ở giữa không trung hóa thành một luồng kinh hồng, nơi nó bay qua liền ngưng tụ thành giải lụa sặc sỡ ánh bạc, mãi không tan đi. View. Gần như trong nháy mắt, mảnh vỡ đã đâm vào sâu trong mi tâm của Lãnh Hạo Vũ. Hắn ta còn chưa kịp xoay người thì khí cơ trên người đã biến mất, Lâm Chí Viễn ở bên cạnh cảm thấy nghi ngờ, nghiêng người nhìn sang. Trong người Lãnh Hạo Vũ bị kiếm thế vô tận xuyên qua, lúc Lâm Chí Viễn xoay người, thân thể hắn ta đã nổ tung, xương cốt cũng không còn. Phụt. Dư âm dao động làm Lâm Chí Viễn phun ra một ngụm máu, văng ra xa, sau khi đứng dậy, hắn ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy không quay đầu lại. Kể thì thấy lâu, nhưng thực tế cả tình huống chỉ diễn ra trong nháy mắt, Lâm Chí Viễn còn không kịp xoay người. Thật đáng sợ, chỉ mới là Dương Huyền Tiểu Thành đã có thể đánh bại hai thiên tài trên bảng Long Vân. Rốt cuộc người này là ai? Hình như là Lâm Nhất, tào trấn của Bắc Tuyết Sơn Trang lúc trước đã thua trong tay hắn, công tử táng hoa Lâm Nhất đúng là danh bất hư truyền, trưởng thành nhanh đến thế. Tốc độ quật khởi của tên này đúng là đáng sợ. Đánh bại Tào Trấn cũng chỉ là chuyện của một tháng trước thôi đúng không? Hôm nay lại một mình gạch tên Lãnh Hạo Vũ khỏi bảng Long Vân rồi. Một đấu hai, một chết một chạy trốn. Chiến tích như thế hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người, không ai ngờ rằng kết quả sẽ là như thế. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Nhất với vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. Khi thiếu niên xuất hiện trong không trung, lỗ mãng chống lại Lãnh Hạo Vũ và Lâm Chí Viễn. Mọi người đều nghĩ hắn sẽ chết chắc. Không ai ngờ rằng tình thế lại thay đổi nhanh như thế. Vù vù vù. Lúc này, có mấy bóng người nhanh chóng chạy đến. Là những người khác của Thư viện Thiên Phủ và Thiên Kiếm Tông, tất cả đều nhanh chóng tập trung trước cổ mộ tinh quân. Trương Viễn và Liễu Vân Yên đỡ Mạc Linh, kiểm tra thương tích của nàng ta. Trương Viễn khẽ nhíu mày, nói với vẻ nặng nề, sao lại bị thương nặng thế? Hắn ta đến muộn, nói đúng hơn là bị kiếm ý của Lâm Nhất dẫn tới, đợi đến khi chạy tới thì Lâm Chí Viễn kia đã chạy mất rồi. Mạc Linh nhẹ nhàng nói, ta gặp phải Lâm Chí Viễn và Lãnh Hạo Vũ, hai người họ đồng thời ra tay với ta. Lại là hai người kia à? Chết tiết, lúc trước ở Sơn Mạch Viêm Vân nên cho hai người họ một bài học mới được. Đợi gặp phải trong cổ mộ tinh quân chắc chắn sẽ không tha cho hai người họ, trong mắt Trương Viễn lóe lên sát khí, trầm giọng nói. Mạc Linh thoáng sửng sốt, sau đó cười khổ, e rằng không gặp được nữa rồi. Vào lúc Trương Viễn tỏ vẻ nghi ngờ, Mục Trần nhỏ giọng nói, sư huynh, Lâm Nhất đã giết chết Lãnh Hạo Vũ rồi, còn Lâm Chí Viễn thì sợ chạy mất, có lẽ không dám xuất hiện nữa đâu. Lúc nói chuyện, Mục Trần đảo mắt nhìn qua. Sau đó chậm rãi đi về phía Lâm Nhất, trong lòng vẫn rung động không thôi. E rằng người nào tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ giống mình thôi, Mục Trần thầm nghĩ. Sự chênh lệch của hắn ta và Lâm Nhất thật lớn quá. Cái gì? Mục Trần nói không lớn lắm, nhưng mấy người nhóm Trương Viễn đều nghe rõ, lập tức vô cùng khiếp sợ. Bọn họ quan sát Lâm Nhất, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Một lúc sau, Trương Viễn mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến chuyện mình còn thấy vinh dự vì có thể thắng được Lãnh Hạo Vũ một chiêu, mượn nó để kêu gọi Lâm Nhất, nét mặt hắn ta thoáng lúng túng. Chẳng trách lúc đó Lâm Nhất hoàn toàn không hề dao động. Thì ra đối phương đã không coi Lãnh Hạo Vũ ra gì từ lâu, buồn cười là lúc đó mình còn cố khoe khoang. Lâm Nhất, ngươi thật sự khiến ta ngạc nhiên đấy. Một lúc sau, Trương Viễn mới bất đắc dĩ cười một tiếng, ngượng ngùng nói. Thường thôi, Lâm Nhất hờ hững đáp. Lãnh Hạo Vũ và Lâm Chí Viễn là thiên tài trên bảng Long Vân, đúng là đều có chút thực lực. Nếu hắn chưa tăng cấp lên cảnh giới Dương Huyền, muốn lấy một chọi hai e rằng sẽ khá khó khăn. Nhưng so với Quách Húc và Dương Phàm, hai người này vẫn chênh lệch quá rõ ràng, dù sao hạng của bọn họ cũng tận 90 mấy.
Sau khi hắn lấy được nước huyền âm, thăng lên cảnh giới dương huyền thì hoàn toàn không cần xem trọng nữa. Lúc kiếm ý tiên thiên của hắn thăng lên viên mãn đỉnh phong, đã định sẵn là tầm nhìn của người bình thường hoàn toàn không thể so với hắn rồi. Đặc biệt là sau khi đánh nhau với hai người Quách Húc, Lâm Nhất lại càng tự tin hơn. Dựa vào kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong, sớm muộn gì cũng có ngày hắn vang danh Nam Vực, công tử Táng Hoa chắc chắn không thua kém bất cứ một thiên tài nào trên bảng Long Vân. Mấy người quan sát một lúc, sâu trong mắt có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, bọn họ cảm thấy Lâm Nhất có gì đó khác. Nhưng cụ thể là ở đâu thì lại không nói được. Khí thế và sự sắc bén đó khiến người ta cảm thấy như ánh mặt trời chói chang, phong thái vô biên. Liễu Vân Yên chợt ngạc nhiên nói, Lâm Nhất, hình như ngươi cao hơn rồi. Dường như là thế. Đúng là cao hơn, không nói thật sự không phát hiện ra. Trong nháy mắt, mọi người ngạc nhiên phát hiện chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Nhất thật sự cao hơn một chút, đường nét thân thể cũng hoàn mỹ hơn nhiều. Ngươi! Mạc Linh nghĩ đến điều gì, mắt nàng ta sáng lên, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất gật đầu. Mạc Linh cười khẽ, trong lòng sáng tỏ, xem ra Lâm Nhất thật sự lấy được nước huyền âm rồi. Sư tỷ, vết thương của sư tỷ thế nào? Hỏa phượng liễu nguyên đồ của Mạc Linh bị đối phương làm vỡ tan, bị nó cắn trả chắc chắn khá là khó chịu. Không nghiêm trọng, ta nghỉ ngơi một lát là được, vừa khéo ta thấy trong khoảng thời gian ngắn phong ấn của cổ mộ tinh quân này cũng khó mà biến mất. Mạc Linh nhìn về phía trước, cuối tầm mắt, cổ mộ tinh quân được tinh không chiếu rọi, vô cùng rộng lớn và tràn đầy thần bí. Vậy cô nghỉ ngơi đi, chúng ta bảo vệ cô. Trương Viễn ở bên cạnh nói. Được. Mấy người nhanh chóng vây lại bảo vệ Mạc Linh. Thời gian trôi qua, đệ tử tông môn được tinh không này thu hút ngày càng nhiều. Những cái tên khiến người ta sợ hãi trên bảng phong vân lần lượt xuất hiện trước mặt mọi người. Bầu không khí trước cổ mộ tinh quân dần trở nên sôi trào. Theo sự xuất hiện của những thiên tài mạnh hơn trên bảng Long Vân này, tình cảnh chấn động khi Lâm Nhất chém chết Lãnh Hạo Vũ trước đó cùng dần bị mọi người lãng quên. Dù sao trong biển trăng khô này thật sự có rất nhiều yêu nghiệt. Quỷ đao Diêm Không đến rồi. Lúc này, Diêm Không dẫn theo một đám đệ tử của Quỷ Viêm Tông xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dẫn đến một trận xôn xao. Đây là tồn tại đáng sợ đứng thứ tư trên bảng ngoài bảng Long Vân. Danh tiếng xấu của hắn ta đã lan truyền từ lâu, nghe nói có không ít người ở biển trăng khô chết dưới đao của hắn ta. Trên người hắn ta có sát khí lạnh lẽo vây quanh, tựa như biến thành thực thể, vừa nhìn đã khiến người ta thấy khó chịu. Cơ vô giả cũng đến rồi. Trước cổ mộ tinh quân chợt xuất hiện một luồng ý lạnh, cơ vô dạ mặc áo màu máu xuất hiện với nét mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn tứ phương. Người bị hắn ta nhìn đến đều vội vàng tránh ra xa, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Đây cũng là người có tiếng là huyết thủ đồ tể. Thấy cơ vô dạ xuất hiện, sắc mặt Mục Trần lập tức hơi mất tự nhiên, cũng hơi tái đi. Có chuyện gì thế? Trương Viễn nhìn ra sự khác thường của hắn ta, cau mày hỏi. Mục Chiến không ngừng run rẩy, nhỏ giọng nói ra chuyện Lâm Nhất vì cứu hắn ta mà chém chết sư đệ của cơ vô dạ. Sắc mặt Trương Viễn lập tức thay đổi, trong mắt lộ vẻ kiêng dè, hắn ta trầm giọng nói, thủ đoạn của Lâm Nhất rất sạch sẽ, có lẽ không có ai biết đâu, lát nữa tuyệt đối đừng để lộ chân tướng. Mục Trần gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên. Nhìn thấy nét mặt thấp thỏm của Mục Trần, Lâm Nhất cũng hiểu được. Cũng không phải hắn ta nhát gan, mà vì cơ vô dạ thật sự đáng sợ, sát khí trên người đối phương là hình thành do giết chết cả nghìn người, thậm chí là vạn người. Sau khi tu vi đạt đến cảnh giới dương huyền viên mãn, chỉ có thể dùng cách khác để nâng cao thực lực của mình thôi. Ngưng luyện kiếm ý là một lựa chọn tốt, đáng tiếc không phải ai cũng có thiên phú kiếm đạo đáng sợ như Lâm Nhất, còn nắm giữ hổ khứu tường vi đồ thần bí khó lường. Tu luyện kiếm ý là một việc khá chậm, cần phải kiên nhẫn. Bất đắc dĩ, rất nhiều người sẽ lựa chọn tà đạo, huống hồ huyết sát môn này cũng không phải tốt lành gì. Bước trên con đường giết chóc, ngưng luyện sát khí cũng không phải chuyện lạ.
Sát ý của Cơ Vô Dạ đã ngưng luyện thành sát khí, không khác gì tà tu, thậm chí còn đã đạt đến cảnh giới huyết sát. Một ánh mắt đã có thể phóng đại nỗi sợ hãi trong lòng người khác. Trong biển trăng khô này, rất nhiều người đều xem hắn ta và Diêm Không là hai người mạnh nhất. Tần An và Bùi Nhạc cũng đến kia. Không lâu sau đó, lại có hai bóng người xuất hiện trước cổ mộ Tinh Quân. Một người thân thể gầy gò, đeo cổ đao, một người nét mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ kỳ lạ. Lại là hai yêu nghiệt nằm trong 10 vị trí đầu của bảng ngoài, còn đồng thời xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ấn tượng của Lâm Nhất với hai người này khá sâu sắc. Ở ven biển Trăng Khô, hai người này đến khá trễ, nhưng MG sau khi đến lại vô cùng phách lối và kiêu ngạo, hoàn toàn không coi đệ tử tông môn ở ngoài bảng Long Vân ra gì, ngay cả một vài thiên tài không đứng hàng đầu bảng Long Vân cũng bị hai người khinh thường. Lâm Nhất nhìn Bùi Nhạc, người này đeo cổ đao trên lưng, nghe nói là một thanh bảo khí khá lợi hại, được đặt tên là U Vân. Trên người người này còn có đao ý rất kinh khủng, hắn ta che giấu rất giỏi, nhưng Lâm Nhất vẫn nhạy bén phát hiện ra. Còn một người khác thì trong mắt luôn có ánh sáng đỏ nhàn nhạt, hắn ta giống với Dương Phàm, là yêu nghiệt sử dụng roi trên bảng Long Vân, Dương Phàm được gọi là ma tiên xích luyện, còn người này sử dụng roi xích xà, roi dài trong tay tựa như một con rắn độc còn sống. Hai người đều không dễ trêu vào, vốn đã là yêu nghiệt trong 10 vị trí đầu của bảng ngoài. Còn hợp tác với nhau, dường như chắc chắn sẽ lấy được thiên tinh châu mà Tinh Quân thượng cổ để lại. Tạ Vân Kiều và người của Càn Vân Tông đến. Lúc hắn đang quan sát thì lại có người đến. Tạ Vân Kiều của Càn Vân Tông, đứng thứ 57 trên bảng Long Vân đợt trước, 5 người đứng đầu bảng ngoài biển Trăng Khô là huyết thủ đồ phu Cơ Vô Dạ, quỷ đao Diêm Không, đao U Vân Bùi Nhạc, roi xích xà Tần An, Tạ Vân Kiều của Càn Vân Tông. Không thể nghi ngờ rằng 5 người này chính là 5 người mạnh nhất ở biển Trăng Khô trong lòng đệ tử tông môn xung quanh. Trong đó hai người Cơ Vô Dạ và Diêm Không là đáng sợ nhất, danh tiếng xấu của hai người đều do hai người giết người mà có. Quách Húc cũng đến. Dương Phàm đến rồi. Nhiều cao thủ quá. Thiên tài danh tiếng lẫy lừng trong quần Long Thịnh Yến kỳ trước lần lượt xuất hiện, bầu không khí bên hồ Hắc Liên dần sôi trào đến mức cao nhất. Trước giờ cũng chưa từng xôi trào như thế. Tiếng xôn xao vẫn không ngừng vang lên, mọi người đều đang bàn tán cuối cùng thiên tinh châu mà Tinh Quân để lại sẽ rơi vào tay ai. Nhưng vào lúc này, trước cổ mộ Tinh Quân đột nhiên bộc phát một luồng sát khí lạnh như băng, sát khí như ngưng tụ thành thực thể, dâng lên tận trời. Gần như trong nháy mắt, một luồng hơi thở vô cùng lạnh lẽo kèm theo sát khí lan rộng ra. Tiếng ồn ào xung quanh lập tức biến mất, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió yếu ớt. Tất cả mọi người nhìn về phía sát khí dâng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, là Cơ Vô Dạ. Lúc này, sắc mặt vốn lạnh lùng của Cơ Vô Dạ hoàn toàn tối tăm, lạnh thấu xương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ nhìn thoáng qua đã vội vàng rời mắt đi, đồng thời còn vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc Cơ Vô Dạ này muốn làm gì? Phong ấn của cổ mộ Tinh Quân vẫn chưa phá, chẳng lẽ hắn ta muốn giết người? Sắc mặt của đệ tử huyết sát môn bên cạnh Cơ Vô Dạ cũng hơi khó coi, ánh mắt quan sát khắp nơi. Có ai nhìn thấy sư đệ Trần Hầu của ta không? Cơ Vô Dạ nhìn khắp nơi, lạnh nhạt cất tiếng hỏi. Giọng nói của hắn ta không lớn, nhưng trong hoang nguyên yên tĩnh này, mỗi một người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tâm trạng ai cũng nặng nề. Người nào to gan thế, biết rõ là sư đệ của Cơ Vô Dạ mà còn dám ra tay. Với thực lực của Trần Hầu chắc chắn có thể đến được cổ mộ Tinh Quân này. Nếu không đến nhất định là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bỗng nhiên hắn ta lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, không ai dám đối mặt với hắn ta, tất cả đều cúi đầu. Sát ý ẩn chứa trong đôi mắt ấy quá sắc bén, ai bị ánh mắt hắn ta nhìn qua đều không nhịn được run rẩy. Hắn ta dẫn đám người huyết sát môn bước từng bước về phía trước, sau đó đột nhiên tóm lấy một người, lạnh giọng hỏi, ngươi có gặp Trần Hầu không? Không, không. Người bị hắn ta tóm đầu lập tức run lẩy bẩy, nói cũng không lưu loát, khóc lóc, ta thật sự không biết. Rắc. Mặt Cơ Vô Dạ không chút cảm xúc, năm ngón tay đột nhiên vặn mạnh, đầu người này lập tức bị xoay ngược,
chết thảm trước mặt mọi người. Các sư huynh đệ của người này kinh hãi, sợ đến mức không nói nên lời. Dám giết sư đệ của ta mà không dám đứng ra à? Không sao, ta sẽ tìm từ từ, rồi sẽ tìm được thôi. Cơ Vô Dạ dẫn các đệ tử Huyết Sát Môn đi một lát lại dừng, mỗi lần phát hiện người nào bất thường liền ra tay nhanh như chớp. Rắc rắc rắc. Trong phút chốc lại có ba người chết trong tay hắn ta. Trước sát ý kinh khủng này, họ hoàn toàn không có can đảm đánh trả, vừa bị hắn ta nhìn chằm chằm thì lập tức sợ chết khiếp. Bầu không khí trước cổ mộ tinh quân trở nên vô cùng căng thẳng, không ai có thể ngờ trước tiếp theo sẽ là người nào chết trong tay Cơ Vô Dạ. Ở đây cũng chỉ có đám người Diêm Không, Tạ Vân Kiều mới có thể ngăn cản hắn ta. Nhưng cổ mộ tinh quân sắp mở ra, Cơ Vô Dạ đang trong cơn phẫn nộ, họ sẽ không bốc đồng đi xen vào việc của người khác. Mấy người nhóm Diêm Không và Bùi Nhạc còn cười nhếch mép, thờ ơ đứng xem. Lục sư huynh cứu đệ với. Lại có một đệ tử tông môn bị Diêm Không tóm lấy, tên đệ tử kia sợ mất hồn mất vía, liên tục quay đầu lại nhìn. Là Lục Thế Hùng, xếp hạng 83 trên bảng Long Vân. Lục Thế Hùng hơi khó xử trước lời cầu cứu của sư đệ nhà mình. Người ngoài bảng ngoài rất khó biết được rốt cuộc Cơ Vô Dạ đáng sợ đến mức nào. Ai không tham gia quần Long Thịnh Yến lần trước sẽ không hiểu bốn chữ huyết thủ đồ tế này thực sự có ý nghĩa gì. Nhưng nếu hắn ta không ra tay, người sư đệ này nhất định sẽ chết trong tay đối phương. Cơ huynh, xin hãy nể mặt ta, ta có thể đảm bảo người sư đệ này của ta chưa từng gặp Trần Hầu. Cuối cùng Lục Thế Hùng vẫn không đành lòng, dù sao hắn ta cũng là nhân tài hạng 83 trên bảng Long Vân, không thể thấy chết mà không cứu. Mọi người dùng mình. Cuối cùng cũng có người lên tiếng trước mặt Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ tiện tay thả người ra, liếc nhìn hắn ta, hờ hững đáp, hắn ta chưa gặp, vậy thì có vẻ như ngươi đã gặp rồi, móc mắt hắn ta ra cho ta. Mặt Lục Thế Hùng lập tức xám như cho tàn, hắn ta cười ha ha, Cơ huynh đang nói đùa đó ư. Cơ Vô Dạ không thèm đếm xỉa tới hắn ta, bốn tên đệ tử Huyết Sát Môn phía sau bước lên. Lục Thế Hùng nhướng mày. Khí thế lập tức bùng nổ, trở tay cầm lấy chuôi kiếm, khí thế cũng khá là sắc bén. Không hổ là nhân tài bảng Long Vân, dù mọi người chưa thấy hắn ta ra tay nhưng họ đều đoán được thực lực của hắn ta nhất định không tệ. Chỉ dựa vào bốn tên đệ tử Huyết Sát Môn này chắc chắn không thể đánh bại hắn ta, thậm chí Cơ Vô Dạ đích thân ra tay cũng chưa chắc có thể giữ hắn ta lại. Nhưng nào ngờ Lục Thế Hùng còn chưa rút trường kiếm ra khỏi vỏ đã nghe thấy một tiếng xoẹt. Một tia kiếm khí huyết sắc bắn ra từ trong mắt Cơ Vô Dạ như một tia chớp. Khi mọi người nghe thấy âm thanh này, nó đã đâm xuyên qua vai phải Lục Thế Hùng, cả kiếm lẫn vỏ lảo đảo rơi xuống đất. Tất cả đệ tử tông môn ở đây đều biết thực lực của Cơ Vô Dạ rất mạnh, không chỉ đơn giản là cảnh giới Dương Huyền Viên mãn đỉnh phong, nhưng họ không ngờ ngay cả nhân tài trên bảng Long Vân cũng không làm gì được hắn ta. Tay hắn ta như chưa hề cử động, chỉ mới búng nhẹ. Lục Thế Hùng đã đau đến mức quỳ một chân xuống đất. Bốn tên đệ tử Huyết Sát Môn giữ chặt Lục Thế Hùng một cách vô cùng nhẹ nhàng. Lục Thế Hùng thua trong nháy mắt khiến các sư huynh đệ đồng môn của hắn ta sợ tái mặt, bất giác lùi về sau. Lục Thế Hùng mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại sợ không nói thành lời. Cơ Vô Dạ lạnh nhạt nói, nếu đã gặp sư đệ của ta thì đừng giữ đôi mắt này nữa, ra tay. Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, đôi mắt của Lục Thế Hùng cứ thế bị bốn người móc ra, hắn ta đau tới mức nằm dưới đất co giật liên tục. Bốn người ném tròng mắt đẫm máu đi, báo cáo, sư huynh, đã móc ra rồi ạ. Cơ Vô Dạ chậm rãi nhìn lướt qua mặt từng người, dám nói xen vào trước mặt ta sẽ có kết cục này, các vị hiểu chưa? Mọi người đã sợ run bần bật, ngay lập tức vội vàng gật đầu. Đám người Trương Viễn của Thư viện Thiên Phủ cũng sợ mất mật, đặc biệt là Mục Trần, mặt hắn ta không còn chút máu. Cơ Vô Dạ nhìn lướt qua, tầm mắt chợt dừng lại trên người Mục Trần, sau đó dẫn đám sư đệ chậm rãi bước tới. Thịch, thịch. Đầu óc Mục Trần lập tức nổ tung, tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi trong lòng không ngừng phóng đại khi Cơ Vô Dạ đến gần. Ta chưa gặp. Không đợi đối phương lên tiếng. Mục Trần đã nói bừa. Ta còn chưa lên tiếng, ngươi đã bảo chưa gặp,
sao ngươi biết người ta định hỏi là ngươi? Cơ Vô Dạ tiếp tục tới gần, lạnh lùng hỏi. Ta, Mục Trần sợ đến mức mất bình tĩnh, môi trắng bệch, hoàn toàn không nói nên lời. Quỳ xuống. Ánh mắt Cơ Vô Dạ như điện, hắn ta đột nhiên quát lớn. Mục Trần giật nảy mình, chân không ngừng run rẩy, mất tự chủ quỳ xuống. Nhưng khi hắn ta sắp quỳ xuống đất, bàn tay vẫn luôn đặt trên vai hắn ta đột nhiên kéo hắn ta dậy. Lâm Nhất nhướng mày, thản nhiên hỏi, ngươi là cái thá gì mà hắn ta phải quỳ xuống trước mặt ngươi? Giọng nói này không lớn nhưng lại như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người, chấn động điếc cả tai. Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lâm Nhất. Ngươi là cái thá gì mà phải quỳ xuống trước mặt ngươi? Hắn vẫn không nhìn Cơ Vô Dạ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt không hề có vẻ e sợ và chùn bước, chỉ có sự bình tĩnh và lạnh lùng, còn có một tia sắc bén, sự kiêu ngạo thuộc về riêng công tử Táng Hoa. Cuối cùng ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Cơ Vô Dạ. Xoẹt xoẹt. Trong bầu không khí lạnh lẽo kỳ lạ này, ánh mắt hai người chạm nhau như tóe lên tia lửa. Đó là sự sắc bén của hai người, tựa như hai lưỡi nhọn đối đầu nhau. Có tiếng tia lửa ma sát hay không thì không ai có thể nghe thấy, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng tim họ đang run rẩy. Cơ Vô Dạ là người như thế nào? Hắn ta là huyết thủ đồ tể, hạng 3 bảng ngoài, lục thế hùng hạng 83 trên bảng Long Vân chỉ mới xen vào một câu đã bị móc mắt tàn nhẫn như một con chó. Trước sát ý ngút trời kia, người bị hắn ta giết vừa rồi còn không dám phản kháng. Sự đáng sợ của hắn ta đã ăn sâu vào lòng người từ lâu. Thực lực của hắn ta không có gì để nghi ngờ. Nhưng lúc này Lâm Nhất lại nói Cơ Vô Dạ là cái thá gì ngay trước mặt tất cả đệ tử tông môn. Đây không phải lắm mồm nữa mà là thách thức, quát mắng, nói thẳng ra sự căm ghét trong lòng mình. Ngay cả một trong số 10 người đứng đầu bảng ngoài như Diêm Không, Tần An, Tạ Vân Kiều, cũng chưa chắc dám nói ra những lời này. Nhưng Lâm Nhất lại nói rất hùng hồn, in sâu vào lòng mỗi người. Đám người Trương Viễn đứng bên cạnh đều choáng váng, đầu óc như nổ tung. Lúc nãy hắn ta cũng hãi hùng khiếp vía, không còn can đảm khi đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Cơ Vô Dạ. Mấy tên đệ tử Quỷ Viêm Tông do Diêm Không cầm đầu lại tỏ ra rất thích thú. Đây là chuyện thú vị khó gặp, không phải ai cũng dám nói ra những lời này trước mặt Cơ Vô Dạ. Bên phía Càn Vân Tông, Bạch Lê Hiên ngạc nhiên nhìn Lâm Nhất, vẻ khó hiểu thoáng qua trong mắt. Tạ Vân Kiều lên tiếng, người này đã chết rồi, để xem Cơ Vô Dạ sẽ chọn giết hắn theo cách nào, đáng tiếc là không có cơ hội đánh nhau với hắn. Tiểu tử này muốn chết đây mà, người ta tránh còn không kịp, thế mà hắn lại cố ý xuất hiện trước mặt Cơ Vô Dạ, không biết chữ chết viết như thế nào à? Chắc là hắn bị lừa đá vào đầu. Mấy tên đệ tử Càn Vân Tông còn lại đều tỏ ra khinh thường, cười khẩy nói, trong lời nói tràn đầy hả hê. Tần An và Bùi Nhạc cũng hứng thú đứng xem. Tiểu tử này chết chắc. Chắc là lúc trước giết được Lãnh Hạo Vũ nên tự cao quá, không nghĩ xem Lãnh Hạo Vũ còn không có tư cách xách giày cho Cơ Vô Dạ. Dám bảo Cơ Vô Dạ là cái thá gì, ta thấy hắn mới không phải cái thá gì đó. Với tính tình của Cơ Vô Dạ, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến những người khác nữa, đám người Thiên Kiếm Tông và Thư viện Thiên Phủ xui xẻo rồi. Có vẻ như sư đệ của Cơ Vô Dạ là do đám người này giết. Nếu như giết chúng, có lẽ Cơ Vô Dạ sẽ hết giận. Mọi người bàn tán ầm ĩ, nhìn không chớp mắt. Lâm Nhất bình tĩnh, những lời bàn tán xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khí thế tích tụ, kiếm ý và chân nguyên chậm rãi dung hợp. Chuẩn bị bộc phát. Ta thích những người can đảm, người không có một chút can đảm nào thì dù giết cũng chẳng khác gì một con chó. Bất ngờ xảy ra, trên khuôn mặt lạnh lùng của Cơ Vô Dạ hiện lên nụ cười, chỉ là nụ cười này khiến người ta không rét mà run, trở nên căng thẳng hơn nữa. Hắn ta nhìn lướt qua đám người Trương Viễn và Mạc Linh, lạnh lùng nói tiếp, đáng tiếc, như thế cũng phải cần có bản lĩnh mới được. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Không một ai được đi. Vậy ngươi cứ ra tay đi, để xem thanh kiếm trong tay ngươi hay ta nhanh hơn, là người huyết sát môn chết trước hay người bên cạnh ta chết trước.
Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Lâm Nhất lại ngang nhiên tiếp lời, không hề sợ hãi. Ta sẽ giết ngươi trước. Cơ Vô Dạ bay lên không trung, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ, sát ý trong mắt tựa ngọn núi cao bao trùm lên Lâm Nhất. Sát ý kia quá mênh mông, làm cho bầu không khí bắt đầu gợn sóng, sau đó trở nên cuồn cuộn như sóng thần. Ra tay rồi. Cơ Vô Dạ ra tay. Hình như Lâm Nhất cũng có sát chiêu. Tim mọi người đập loạn xạ, họ không ngờ Lâm Nhất lại có thể cử động trước sát ý này, thật hiếm gặp. Phải biết, trước đó tại sao Lục Thế Hùng lại thua nhanh như vậy, nguyên nhân lớn nhất là do bị sát ý xâm nhập vào người. Châu chấu đá xe. Cơ Vô Dạ cười nhe răng, trở tay chưởng xuống từ trên không trung. Một chưởng này còn chưa đánh xuống, mặt đất đã rung chuyển kịch liệt do sát ý ngút trời trên người hắn ta. Một số đệ tử tông môn đứng gần đó bị đánh văng ra xa, máu chảy ra từ khóe miệng, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Một trường thật khủng khiếp. Trong lòng mọi người cực kỳ chấn động, vẻ sợ hãi lộ rõ trong mắt. Vừa rồi đối đầu với Lục Thế Hùng, sát khí trên người Cơ Vô Dạ cũng không đáng sợ như vậy. Xem ra hắn ta đã thật sự tức giận, e rằng một trường này sẽ khiến xương cốt Lâm Nhất bị nghiền thành tro, chỉ còn lại một vùng máu. Tên này nổi giận thật rồi, Diêm Không đang trong trạng thái xem kịch chợt ngưng cười, khẽ thở dài. Tạ Vân Kiều nhếch môi cười bâng quơ nói, Lâm Nhất xong đời. Nhưng tiếng thốt kinh ngạc của mọi người còn chưa kịp dứt, dấu ấn ngưng kết từ tay trái Lâm Nhất đã nhanh chóng hoàn thành. Một sát ý không thua kém gì bộc phát trên người hắn, sát ý kia tựa bóng đêm vô tận, mát lạnh như nước, không phát ra tiếng động đáng sợ như Cơ Vô Dạ. Nhưng lại như đại dương mênh mông, đến khi kiếm ý tiên thiên đại thành của Lâm Nhất dung hợp cùng một phương sát ý này thì phút chốc, sát ý bộc phát từ trên người hắn không hề thua kém so với đối phương. Tựa như nước không cách nào luyện hóa được, lại như năm tháng không cách nào níu giữ được. Phật môn thất sát ấn. Sát ý chồng chất gấp 7 lần, hòa cùng kiếm ý tiên thiên đại thành, theo đó, năm ngón tay Lâm Nhất siết chặt thành quyền, tung ra một cú đấm thô cuồng. Một quyền chứa đựng uy lực hùng hậu kia phóng thích toàn bộ nội tình tử diên kiếm quyết thâm hậu của Lâm Nhất, khí chất toàn thân hắn hoàn toàn biến đổi. Người bên ngoài dường như sinh ra ảo giác, rõ ràng là Cơ Vô Dạ từ trên cao đánh xuống một chưởng, nhưng trong mắt mọi người, thiếu niên bên dưới vẫn không hề nhúc nhích, mà ung dung như đang dạo chơi nơi núi rừng, ngắm nhìn non sông. Khí chất của hắn cao ngạo mà lạnh lùng, thoạt nhìn có vẻ rất gần, nhưng lại như cách vô số dãy núi. Như ẩn như hiện trong biển mây. Việc này. Trong mắt Cơ Vô Dạ lóe lên tia kinh ngạc, khí thế kinh thiên động địa bộc phát từ trên người Lâm Nhất đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn ta. Có một khoảnh khắc, hắn ta chợt cảm thấy hối hận. Một trường này chỉ dùng 3 phần thực lực dường như đã quá coi thường đối phương. Nhưng trên thế gian này không có thứ gọi là hối hận, Lâm Nhất nhướng mày, lạnh giọng quát cút về đi. Ngay khi quyền và chưởng giao nhau, hai luồng sát ý ầm ầm va chạm, tiếp đó là quyền và chưởng va vào nhau, phút chốc, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tục. Sát ý của hai bên cuốn lấy nhau, không ngừng va chạm, hệt như thiên quân vạn mã đang chém giết. Rầm. Đến khi dị tượng nổ tung, dư chấn tiêu tan, mọi người lập tức chứng kiến một cảnh tượng khó có thể tin. Một chưởng này của Cơ Vô Dạ hoàn toàn bị Lâm Nhất tiếp được. Kế đó hắn cứ thế bị đánh bay ra ngoài, tuy không bị thương nhưng cảnh tượng này quả thật khiến người ta chấn động. Lâm Nhất không chết. Mái tóc của thiếu niên áo xanh điên cuồng bay múa, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, lục phủ ngũ tạng chấn động, nhưng đến cuối cùng, sức mạnh từ một chưởng do đối phương lưu lại cũng bị hắn áp chế. Hắn lẳng lặng lui về sau một bước. Rõ ràng là đã thất thủ. Cơ Vô Dạ, được xưng tụng là huyết thủ đồ tể. Hung danh hiển hách, chỉ một ánh mắt cũng khiến người lạnh run, vậy mà lại bị làm nhục trước mặt Lâm Nhất. Ôi trời ơi, ngăn được. Không thể nào, vậy mà có thể chặn được sát ý của Cơ Vô Dạ. Không chỉ chặn được sát ý, ngay cả trưởng của hắn ta cũng bị ngăn lại, buộc hắn ta lui xuống không công. Chẳng lẽ Cơ Vô Dạ chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Không thể nào. Yên tĩnh qua đi. Đệ tử tông môn bốn phía lập tức bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn tỏ ra nghi vấn đối với thực lực của Cơ Vô Dạ. Nhưng đúng lúc này,
trên người Cơ Vô Dạ đột nhiên bộc phát một cột sáng màu đỏ máu, cột sáng xộc thẳng lên trời. Được cột sáng bao bọc, khí thế trên người Cơ Vô Dạ ầm ầm tăng vọt, đạt đến cảnh giới khiến người ta không cách nào tưởng tượng được, hoàn toàn vượt khỏi phạm trù của cảnh giới Dương Huyền. Tiếng ồn ào lập tức biến mất, không còn ai dám nói thêm một lời nào nữa. Cơ Vô Dạ, người dám tiến thêm một bước nữa, Mạc Linh này thề rằng ngươi sẽ không bao giờ lấy được truyền thừa tinh quân. Ngay khi Lâm Nhất chuẩn bị thi triển kiếm trận tử diên, Mạc Linh quả quyết bước lên một bước, lạnh giọng quát. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ta lấp lánh ánh sáng, sâu trong mắt có kim quang lóe lên, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng dần tỏa ra từ trên người nàng ta. Tiểu thần thông. Khi cảm nhận được khí tức của Linh Văn đáng sợ kia, trong đầu mọi người đồng loạt xuất hiện ba chữ này. Diêm không nhếch miệng cười, thản nhiên nói, nghe đồn Mạc Linh của Thư viện Thiên Phủ là người trẻ tuổi duy nhất nắm giữ tiểu thần thông tại cổ vực Nam Hoa. Không biết đối mặt với tiểu thần thông này, huyết thủ đồ tể sẽ thể hiện phong thái bực nào, đúng là khiến cho người ta chờ mong mà. Sắc mặt Cơ Vô Dạ lập tức thay đổi, lúc này thật sự khó giải quyết rồi. Bất kể là duệ khí cực kỳ sắc bén phát ra từ trên người Lâm Nhất, một kẻ hoàn toàn không e ngại sát ý của hắn ta, hay là Mạc Linh vừa đột ngột đứng ra với ý định đồng quy vu tận, cả hai đều cho hắn ta cảm giác không phải cứ dăm ba chiêu là có thể giải quyết được. Một khi thật sự bị thương thì chắc chắn không thể nào tranh đoạt Thiên Tinh Châu do Tinh Quân Thượng Cổ lưu lại rồi. Đúng lúc này, dị tượng bỗng xuất hiện. Vô số ngôi sao trên bầu trời bao la kia bỗng phát ra quầng sáng chói mắt, đặc biệt là ngôi sao chói lọi nhất, nó hệt như vầng trăng, to lớn gấp vài lần, dường như chỉ cần đưa tay là có thể hái được. Phút chốc, phòng ấn còn sót lại trên cổ mộ tinh quân bỗng trở nên bất ổn và yếu ớt. Phòng ấn đã phá. Tiếng kinh hô vang lên khắp bốn phía, ngay lập tức, có vô số đệ tử tông môn nhân cơ hội này lách mình vọt về phía cổ mộ tinh quân. Đi. Tần An và Bùi Nhạc không chút do dự, lập tức phiến đột. Không bao lâu sau, Tạ Vân Kiều và Diêm Không cũng lần lượt rời khỏi. Rốt cuộc Cơ Vô Dạ cũng rằng co không nổi nữa, hắn ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt lạnh lùng và nói, đừng để ta gặp lại ngươi trong cổ mộ, nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hắn ta không thể bị bỏ lại, vì thế đã lập tức tản đi huyết quang trên người. Rồi vội vàng dẫn theo đệ tử huyết sát môn rời đi. Lúc này, mấy người Trương Viễn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. May mà phong ấn của cổ mộ tinh quân bị phá ngay lúc này. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng Trương Viễn, khiến quần áo hắn ta cũng trở nên ẩm ướt. Đối với tồn tại cấp bậc như Cơ Vô Dạ, hắn ta cảm thấy bản thân hoàn toàn không có phần thắng, trải nghiệm vừa rồi chẳng khác nào dạo một vòng qua quỷ môn quan vậy. Tuy rằng tên Cơ Vô Dạ kia tàn bạo bất nhân, nhưng thực lực của hắn ta quả thật rất đáng sợ, chỉ liếc nhìn thôi đã cảm thấy như rơi xuống vực sâu vô tận, bị ác quỷ quấn thân. Hắn ta có thể ngưng luyện sát ý đến cảnh giới huyết sát, đây thật sự không phải việc mà người bình thường có thể làm được. Một vài đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông cũng lộ vẻ cực kỳ khó chịu, không ngừng hít thở. Sư tỷ Mạc Linh, vừa nãy rất cảm ơn tỷ, trong đoàn người, hiển nhiên. Lâm Nhất là người bình tĩnh nhất, dù không có Phật môn thất sát ấn thì kiếm ý tiên thiên viên mãn của hắn cũng đủ để triệt tiêu sát ý kia. Đối mặt với kiếm ý sắc bén và ác liệt, huyết sát khiến lòng người run sợ kia không đủ sức làm dao động bản tâm của hắn. Đây chính là một lòng hướng kiếm, không chút e ngại. Không có việc gì, nên như thế. Có điều, Lâm Nhất, sau này đừng liều lĩnh như vậy, trong quần long thịnh yến năm đó. Cơ Vô Dạ đã từng bị nhiều cao thủ thuộc bảng trong vây giết, nhưng hắn ta vẫn sống được đến ngày hôm nay, ngươi hiểu chứ, 4 năm qua, thực lực của hắn ta sẽ càng thêm đáng sợ, chớ có lơ là. Mạc Linh nhìn Lâm Nhất và nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Lâm Nhất muốn nói gì đó, nhưng biết Mạc Linh đang lo lắng cho mình nên đến cuối cùng, hắn vẫn không lên tiếng. Có lẽ Cơ Vô Dạ vẫn còn chưa đánh ra át chủ bài. Chưa hoàn toàn bày ra thực lực chân chính. Nhưng Lâm Nhất lại có cảm giác nếu thật sự xảy ra xung đột thì ít nhất tỷ lệ thắng của bản thân sẽ chiếm 4 phần. Tên Cơ Vô Dạ kia muốn ra oai với hắn, xem hắn là quả hồng mềm mà bóp, Lâm Nhất cho rằng mình không cần thiết phải nhẫn nhịn. Mục Trần ngẩng đầu, tỏ vẻ áy náy, xin lỗi, là do ta gây rắc rối,
Lâm Nhất, trước kia ta đã hiểu lầm ngươi, thật sự xin lỗi. Ngẫm lại thái độ khó có thể chịu được của mình lúc trước, Mục Trần cảm thấy rất xấu hổ. Nếu không có Lâm Nhất ra tay, hắn ta thật sự không thể tưởng tượng mình sẽ phải làm thế nào, e là sẽ phải quỳ xuống ngay trước mặt mọi người. Người là do ta giết, đương nhiên ta phải đứng ra rồi. Nhưng vì cứu ta mà ngươi mới giết. Đã giết thì là giết, trước khi giết hắn, ta cũng đã biết hắn là sư đệ của Cơ Vô Dạ. Lâm Nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên nói, được rồi, chúng ta đã bị bỏ xa rồi đấy. Trương Viễn khẽ nói, thật ra cũng không cần gấp, ta đoán dù có tiến vào đó thì cũng phải trải qua khảo nghiệm mà Tinh Quân Thượng Cổ đã sắp đặt sẵn trước khi chết. Nếu vị tiền bối này không muốn bị quấy rầy, phong ấn sẽ không biến mất, một khi đã chủ động gỡ bỏ phong ấn thì chắc chắn muốn hậu bối thông qua khảo nghiệm để tiếp nhận truyền thừa của mình. Những lời này cũng có phần hợp lý, hễ là cao thủ thì trước khi chết, chắc chắn mong muốn võ học của mình được truyền thừa cho đời sau. Bọn họ không cam lòng một thân võ nghệ của mình cứ thế bị mai một. Lúc này, Hoàng Nguyên yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, náo động. Vô số bóng người lao về phía cổ mộ Tinh Quân, hết lớp này đến lớp khác, như che già măng mọc. Đoàn người của Lâm Nhất vốn bị bỏ lại phía sau, nhưng bọn họ cũng không có ý định tranh giành, cứ thế ung dung tiến về phía trước. Nửa ngày sau, một cái cửa đá to lớn dựng sừng sững trên một cái cồn cát xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phong ấn bị phá bỏ, cửa đá cổ xưa đã sớm mở ra, đệ tử của tất cả các tông môn đang liên tục vọt vào trong. Vừa bước vào liền biến mất, một chút hơi thở cũng không cảm giác được. Dường như trong cổ mộ hình thành một thế giới riêng, ngăn cách khí tức bên ngoài. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, xem ra Trương Viễn nói không sai, dường như cổ mộ này không hề giống với mấy cái cung điện dưới mặt đất trước kia, muốn lấy được bảo bối và truyền thừa Tinh Quân e là không hề dễ. Hí, hí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.